Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 154. Vậy thì ngươi không cần khách sáo. A Cửu lạnh giọng đáp lại. Ánh mắt Lương Tế Dân lạnh dần, giọng nói cũng trở nên âm trầm, quả nhiên đều là hạng người minh ngoan bất linh. Vậy ta đành phải bắt các ngươi đưa lên lầu, tìm hiệp hội y giới xử lý. Các ngươi chỉ là một hiệp hội, không có quyền lực chấp pháp. A Cửu châm chọc. Hạ Thiên nói, hoặc ra tay, hoặc biến, đừng ở đây nói mấy lời vô dụng làm gì. Giết người trước mặt mọi người, người còn không biết hối cãi, còn dám miệng lưỡi rêu rao. Lương Tế Dân bỗng nhiên hét lớn, cả người đằng không bay lên, giống như một con chim lớn nhào về phía Hạ Thiên, nếu ta không trừng phạt ngươi, ngươi còn tưởng Nam Cương ta không người nào, a? À. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Hạ Thiên đã chấp động, quỷ mị đá ra một cước, đạp Lương Tế Dân trở về, ngã chổng vó lên trời. Ngươi! Lương Tế Dân không nghĩ đến ông ta còn chưa giả bộ thành công, ngược lại còn mất mặt, giận đến đỏ cả mang tai, người đúng là khinh người quá đáng. Hôm nay ta không giết các ngươi, Lương mỗ thể không làm người. Không làm người, vậy thì làm chó cũng tốt. Hạ Thiên cười một tiếng, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm, cách không đâm cho Lương Tế Dân một châm. Lương Tế Dân cảm giác nghi tâm tê dần, không khỏi nổi điên, hai tay hóa chảo, chộp vào cổ Hạ Thiên, đi chết đi. Một chảo này mau lẹ dị thường, nếu là người bình thường, hoàn toàn không có thời gian phản ứng, nhất định sẽ bị bắt tại trận. Đáng tiếc, Hạ Thiên không phải người bình thường. A, à, Lương Tế Dân kêu đau một tiếng, phát hiện hai chảo chộp vào mặt của mình. Một cảm giác thiêu đốt mãnh liệt khiến hắn ta kêu đau thảm thiết. Hiển nhiên, hai tay của hắn ta đã bôi độc dược. Ngươi, Lương Tế Dân như con lừa lười lăn lộn, chạy ra ngoài mấy mét, móc một cái bình nhỏ từ trong ngực ra, đổ một viên thuốc nhanh chóng bỏ vào trong miệng, sau đó mắng to Hạ Thiên, go 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 go. Hắn ta vừa mới nói một chữ, đột nhiên không nói chuyện được nữa, chỉ phát ra âm thanh chó sủa. Gâu 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 gâu, Lương Tế Dân muốn nói, chuyện gì xảy ra thế? Hạ Thiên mỉm cười nói với A Cửu, cửu nha đầu, nàng nhìn cái tên ngốc này học tiếng chó sủa có giống hay không? Không giống, A Cửu biết chắc đây chính là tác dụng của một châm vừa rồi. Không giống, Hạ Thiên cau mày, nói với Lương Tế Dân, cửu nha đầu nói ngươi học không giống. Ngươi còn không mau học cho giống hơn đi. Không đúng, bây giờ ngươi đã là chó, cũng không phải giống hay không giống, nhưng nếu sủa giống sẽ vui hơn. Gâu 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 gâu. Quả nhiên Lương Tế Dân không tự chủ được sủa nhiều hơn, âm thanh lại càng giống chó hơn, tứ chi chạm đất, học theo kiểu dáng của một con chó. Những người có mặt nhìn thấy cảnh tượng này, người nào cũng hít sâu một hơi. Đây là công pháp tà môn gì thế? Lại có thể biến một người sống sờ sờ thành một con chó. Tiểu bằng hữu, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Một người từ trên lầu đi xuống, là một lão giả mặc đường trang, khoảng 80 tuổi, râu tóc bạc trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt, rất có phong phạm thế ngoại cao nhân. Lão nhân mặc đường trang bước xuống lầu, lập tức ném ra mấy chục ngân châm, giải cứu những người đang đứng run nửa ngày trong đại sảnh. Là Đường lão tên sinh. Đại tông sư y giới. Chúng ta được cứu rồi. Đường lão, người hãy chỉ tên tiểu tử này đi. Đúng vậy, tiểu tử này thật sự quá ngông cuồng. Dám đối đãi với Lương tiên sinh như thế, người quá sỉ nhục người khác rồi. Hoàn toàn không để y giới Nam Cương chúng ta vào mắt. A Cửu thấy tâm trạng mọi người kích động lên, có chút buồn cười, có phải các ngươi đã tính sai trọng điểm rồi hay không? Vừa rồi các ngươi nhận lầm chúng ta thành Bình Giang song sát, lại còn ra tay đánh chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không nên nói lời xin lỗi trước hay sao? Chúng ta cần chi phải xin lỗi? Đúng vậy, không phải chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ thôi sao? Các ngươi cũng không nói rõ ràng. Các ngươi mới phải là người xin lỗi, hại chúng ta chậm trễ nhiều việc, thiếu chút nữa bị Bình Giang song sát hại chết. Đồ đệ Trương Minh Đà, cho dù thiên đạo vạn quả cũng không đủ. Còn muốn chúng ta xin lỗi, ta nhổ. A Cửu nhìn thấy đám người này, người nào cũng không dám đảm đương ngụy quân tử. Tác phong hắc bạch điên đảo này đơn giản khiến người ta muốn buồn nôn. Chuyện ở đây, ta đã nghe người ta báo cáo qua. Lão nhân mặc đường trang phất tay, dừng lại mọi người bàn tán, sau đó nói với Hạ Thiên, đây thật sự chỉ là hiểu lầm. Bình Giang song sát là bại hoại y giới,
người người có thể tru diệt. Bọn họ cũng là người bị hại, đồng thời cũng vì công lý mới tập trung ở đây, dự định vì dân trừ hại, cũng không có lỗi gì. Dừng lại một chút, ông ta nói tiếp, hai vị đến đây ăn cơm, chỉ vì ngồi sai vị trí nên mới bị bọn họ hiểu lầm, cũng không tính là sai. Như vậy đi, hai bên nói lời xin lỗi với nhau, việc này xem như xong. Không thể không nói, địa vị và danh vọng của lão nhân Mạc Đường Trang đích thật rất cao trong y giới Nam Cương. Vừa rồi, đám người kia vẫn còn kích động, mặc dù vẫn không phục nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài. Lão đầu, ngươi là ai? Hạ Thiên cũng mặc kệ người này có danh tiếng hay không, tông sư hay không, vẫn xem ông ta giống như một tên ngốc, nếu ngươi ra ngoài giẫm cứt chó, vì sao ngươi không nói lời xin lỗi con chó? Đúng là thô bỉ không chịu nổi. Lão nhân Mạc Đường Trang cau mày, ấn tượng về Hạ Thiên kém vô cùng, ngươi và sư phụ Trương Minh Đà của ngươi hoàn toàn không có triển vọng. Có triển vọng hay không không phải do ngươi nói. Hạ Thiên nhếch miệng, tuổi của ngươi còn lớn hơn sư phụ của ta, nhưng tu vi lại thấp hơn mấy cấp bậc, rốt cuộc ai mới là người không triển vọng. Ngươi chỉ biết nói hưu nói vượn. Lão nhân Mạc Đường Trang giống như bị giẫm phải đuôi, nổi giận quát, Trương Minh Đà là sát thần cuồng ma. Nếu không phải chúng ta tuân thủ ước định không bước ra khỏi Nam Cương nửa bước, hắn ta há có thể tiêu dao đến bây giờ. Hạ Thiên mỉm cười nói, đại sư phụ ta có thể rời Nam Cương, các ngươi lại không thể, cho nên nói các ngươi mới thật sự là phế vật. Ngươi làm càn, ngươi dám sỉ nhục đại y sư như thế. Đường lão, ác nhân như vậy nên trực tiếp giết chết. Không sai, Trương Minh Đà thiếu nợ máu, phải do đệ tử của ông ta trả. Đám người đi theo sau lưng lão nhân Mạc Đường Trang ầm ĩ lên, nhưng không một ai dám ra tay với Hạ Thiên, nói bọn họ phế vật cũng không đủ. Được rồi, y giới Nam Cương chúng ta cũng không phải là một nơi chỉ biết báo thù bẩn thỉu. Lão nhân Mạc Đường Trang cũng không ngốc, mặc dù ông ta biết mình có khả năng giết Hạ Thiên, nhưng cũng không muốn gom cừu hận lên người mình. Hạ Thiên, chuyện của sư phụ ngươi trước gác sang một bên. Chúng ta nên nói chuyện trước mắt. Các ngươi dự định kết thúc như thế nào? A Cửu bật cười, nói với lão nhân Mạc Đường Trang, ta thấy ngươi hỏi nhầm người rồi. Chẳng lẽ chúng ta đã làm sai chuyện gì? Bị người ta vô duyên vô cớ tấn công, nếu chúng ta chỉ là người bình thường, bây giờ chúng ta đã chết rồi, ngươi không đi vặn hỏi đám người kia, ngược lại hỏi chúng ta nên kết thúc như thế nào, không phải ngươi hơi bất công rồi hay không? Bọn họ ra tay, tất có phân tắc, chắc chắn không chết người. Lão nhân Mạc Đường Trang liếc nhìn A Cửu, lạnh lùng nói, nhưng các ngươi lại gây ra nhân mạng, chẳng lẽ các ngươi không nên gánh trách nhiệm cho chuyện này? Độc tiêu độc vụ cũng mang ra dùng, còn gọi là có phân tắc. A Cửu hơi bó tay, tiến lên một bước vạch trần sự giả nhân giả nghĩa của đám người này, ta nhớ cách đây không lâu, đám người này còn nói Bình Giang song sát người người có thể tru diệt, tại sao bây giờ chết thật thì các ngươi lại chuyển sang làm người tốt vậy? Được. Lão nhân Mạc Đường Trang cố nén hỏa khí đang bùng lên trong người, tiếp tục đóng vai đại y sư công bằng công chính, không đề cập đến Bình Giang song sát nữa. Bọn họ bị trừng phạt đúng tội, giết cũng đáng. Nhưng ông chủ lương thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn ta đã từng hại các ngươi? Cái này, A Cửu không biết làm sao phản bác. Mặc dù lương tế dân dung túng Bình Giang song sát núp trong tử lâu, nhưng đúng là khó mà nói hắn ta cố ý hay thật không biết. Cửu nha đầu. Nàng không cần quan tâm chuyện này nữa. Hạ Thiên hờ hững ngáp một cái, họ Lương ngu ngốc kia cũng bị trừng phạt đúng tội. Ta biến hắn ta thành chó đã là tiện nghi cho hắn ta rồi. Nếu ngươi cảm thấy biến thành chó không tốt, vậy ta sẽ biến hắn ta thành heo. Hừ, lão nhân Mạc Đường Trang nổi giận, quát lớn, Hạ Thiên, ngươi không khỏi quá cản rỡ. Y thuật là dùng để trị bệnh cứu người, tuyệt không giống như ngươi lấy ra trêu mạng người khác. Ta đang cứu hắn ta đấy. Hạ Thiên mỉm cười đáp lại, biến thành như thế, hắn ta mới còn sống. Bằng không, hắn ta nhất định sẽ chết trong tay các ngươi. Gâu gâu gâu, lương tế dân hợp thời sủa vài tiếng bi phẫn. Hắn ta đường đường là ông chủ quán rượu cổ Nguyệt Lâu, bây giờ lại biến thành một con chó, sao mà nhục nhã quá. Hạ Thiên lạnh lùng nói, nếu còn sủa bậy nữa, ngươi có tin ta biến ngươi thành chó chết hay không? Lương tế dân bị dọa đến toàn thân phát run, câm như hến. Tại sao ông chủ lương lại bị trừng phạt đúng tội? Ngươi hãy nói cho lão phu nghe một chút. Lão nhân Mạc Đường Trang nổi giận đùng đùng,
hỏi ngược lại Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận miệng giải thích, hắn ta cùng một bọn với Bình Giang song sát, các ngươi ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhìn ra sao. Càng nói càng thái quá, bên cạnh lập tức có người phản bác, ông chủ Lương là dân cư lâu năm của cổ địa, kinh doanh quán rượu này rất nhiều năm, một ngày thua một đấu vàng, tại sao lại có quan hệ với hai tên đạo tặc? Hắn ta cũng không ngốc mà. Hắn ta không ngốc mà là các ngươi ngốc. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù ban đầu hắn không ôm kỳ vọng đối với trí thông minh của những người này, lại không nghĩ đến hắn vẫn còn đánh giá khá cao. A Cửu liếc mắt nhìn Hạ Thiên, người nói thẳng với bọn họ đi. Cứ kéo dài mãi, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra đâu. Thật ra cũng rất đơn giản. Hạ Thiên giải thích, nơi này chính là hang ổ của Bình Giang song sát. Ông chủ Lương đích thật là ông chủ của bọn họ, là ông chủ thân phận thật sự của bọn họ, cũng là ông chủ thân phận giả của bọn họ. Những thứ mà bọn họ ăn trộm được, toàn bộ đều đưa cho tên chó chết này. Lượng tin tức bên trong quá nhiều, không ít người nghe đến phát mộng, một lát sau vẫn không kịp phản ứng, thậm chí quên cả phản bác Hạ Thiên. Ngươi cảm thấy lời nói mê sảng của ngươi có thể gạt được ai? Lão nhân mặc đường trang tất nhiên không tin, lạnh giọng nói, ông chủ Lương là ai, chúng ta còn rõ ràng hơn cả ngươi. Ngươi nói rất hùng hồn, giống như ngươi tận mắt nhìn thấy. Loại chuyện này không cần nhìn thấy tận mắt, có đầu óc nhìn qua một chút là biết ngay. Hạ Thiên nhếch miệng, ngước mắt nhìn lão nhân mặc đường trang, lão đầu nhi, ngươi đương nhiên không nhìn ra, bởi vì ngươi cũng không có não. Lão nhân mặc đường trang cười lạnh, không có bằng chứng, ngươi nói thật thì chính là thật sao? Ai nói ta không có chứng cứ? Hạ Thiên nghiêm túc nói, lời ta nói chính là chứng cứ, mà còn là chứng cứ chắc chắn nhất. Thật buồn cười. Lão nhân mặc đường trang không muốn nghe tiếp, lão phu không rảnh nghe ngươi kể chuyện xưa ở đây. Nếu ngươi không có chứng cứ nào khác, ngươi cứ phỉ báng thêm chút nữa. Đến lúc đó sẽ cùng nhau thanh toán. Hạ Thiên hơi khó chịu, trừng mắt nhìn lão nhân mặc đường trang, lão đầu nhi, ngươi cũng muốn ăn đòn đúng không? Đừng làm rộn, không phải bọn họ muốn chứng cứ sao? Vậy thì cho bọn họ mở mắt đi. A Cửu cầm tay Hạ Thiên. Nàng biết Hạ Thiên xưa nay không bao giờ nói mạnh miệng. Nếu hắn đã nói như vậy, nhất định đây chính là sự thật. Hạ Thiên bĩu môi, nể mặt A Cửu, hắn sẽ thảy cho lão nhân mặc đường trang một con ngựa. Giữa ngón tay của hắn lộ ra ngân châm, cách không đâm vào cách đó không xa một châm. Cách không thi châm, con mắt lão nhân mặc đường trang hơi nheo lại, lặng lẽ cất giấu sự ngạc nhiên trong đáy mắt, trong lòng âm thầm nổi lên tính toán khác. Rất nhanh, nữ nhân viên phục vụ bị đánh ngất vừa nãy đã tỉnh lại, chạy vào trong quán rượu. À ta nhìn thấy thi thể của gã nhân viên phục vụ, cực kỳ bi thương, Bình ca, là ai giết chàng? Ta sẽ báo thù cho chàng. Tiếp theo, nhìn thấy Lương Tế Dân nằm dạp dưới đất, à ta bỗng dưng vọt đến, ông chủ, ngươi sao vậy? Ngươi có biết là ai giết Bình ca hay không? Lương Tế Dân quay mặt sang hướng khác. Không dám đối mặt với nữ nhân viên phục vụ. Tuy nhiên, nữ nhân viên phục vụ lại gấp lên, tiếp lên ôm lấy Lương Tế Dân, họ Lương kia, người tránh cái gì? Bình ca chết rồi, ta chỉ muốn báo thù cho chàng. Chúng ta trộm bí tịch y học, bí bảo tông môn, tất cả đều đưa hết cho ngươi, ta không cần gì cả, chỉ cần ngươi báo thù cho ta thôi. Gâu gâu gâu, Lương Tế Dân cảm thấy nữ nhân này quá ngu, há miệng muốn ra lệnh cho ả ta biến đi. Nhưng vẫn phát ra tiếng chó sủa như cũ. Nữ nhân viên phục vụ sửng sốt, tiếp theo cười rộ lên, ha ha, Lương Tế Dân ơi Lương Tế Dân, người cũng có ngày hôm nay. Trước kia, người cắt xén tiền của ta và Bình ca, buộc chúng ta không ngừng đi ăn cắp, chẳng khác nào con chó, nghĩ không ra người thật sự biến thành chó, ha ha ha. À ta vừa cười vừa khóc, Bình ca, chàng chết như thế nào? Là ai giết chàng, chàng nói cho ta biết. Ta sẽ báo thù cho chàng. Mặc dù trạng thái của nữ nhân viên phục vụ hơi điên dại, nói chuyện lộn xộn, nhưng tất cả người có mặt đều nghe được nội dung bên trong. Lương Tế Dân chính là ông chủ của Bình Giang song sát, mà đôi thư hùng đạo tặc y giới này là do hắn ta bồi dưỡng từ nhỏ. Trộm được bí tịch y học, bí bảo đều phải trải qua tay hắn ta thủ tiêu tang vật. Lúc này, tất cả mọi người đều rơi vào bầu không khí xấu hổ. Lương Tế Dân bị dọa đến mất hồn mất vía, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, bỗng nhiên há miệng cắn vào cổ nữ nhân viên phục vụ,
cắn 2-3 lần liền cắn chết ả ta, còn muốn hung ác hơn cả chó dại. Cắn xong, hắn ta hoàn toàn nổi điên, vọt đến chỗ Hạ Thiên và A Cửu. Hắn ta xem như thân bại danh liệt, trước sau cũng chết, hắn ta nhất định phải kéo đôi cẩu nam nữ này chôn cùng. Bành! Dám ra tay với ta và Cửu nha đầu, người muốn chết đúng không? Hạ Thiên xưa nay không bao giờ nuông chiều loại người ngu xuẩn, một cước đạp bay, sau đó bắn ra hai luồng linh khí vào người Lương Tế Dân, không phải, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. A! À, cuống họng Lương Tế Dân rốt cuộc đã khôi phục, đáng tiếc, tiếng thứ nhất phát ra lại là tiếng kêu thảm thiết, bởi vì hắn ta cảm nhận được mỗi một tấc da thịt, mỗi một tạng phủ đều rất đau, giống như có vô số con dao đang cắt chém hắn ta, đâm vào người hắn ta. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn ta phát hiện mình càng lúc càng nhạy cảm thụ đối với đau đớn cũng tăng lên. Cho dù chỉ thở một cái thôi cũng đau đến không thể chịu đựng được. Nhưng hắn ta không đau đến ngất, càng không đau đến chết, bởi vì thời gian trôi qua trên người hắn ta dường như trở nên chậm hơn. Lão nhân mặc đường trang thấy Lương Tế Dân kêu thảm, cũng không cách nào chịu được, bỗng dưng nhảy lên, tay chỉ vào Hạ Thiên, người đúng là không có nhân tính. Người như ngươi, căn bản không xứng làm nghề y. Lão phu đại diện cho y giới Nam Cương khai trừ ngươi. Từ nay về sau, ta không cho phép ngươi hành nghề y nữa. Lão đầu nhi, ngươi đang diễn hài à? Hạ Thiên vẫn không thèm quan tâm, giống như đang nghe một câu chuyện cười, ta có hành y hay không liên quan gì đến ngươi. Ta cũng chẳng gia nhập y giới các ngươi, không mượn ngươi xen vào ta, cũng không có tư cách quản ta. Vậy ngươi thử nhìn đi. Sắc mặt lão nhân mặc đường trang đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cảnh cáo, lão phu là trưởng lão thục trung đường môn, lại còn là tông sư y giới danh chấn 6 tỉnh Nam Cương. Nếu ngươi còn dám hành nghề y, tự nhiên sẽ có người đến phế bỏ tay của ngươi, đừng trách ta không nói trước. Đường môn, A Cửu cau mày, gia tộc này xác thực có lịch sử lâu đời, lại có những truyền thuyết không thể tưởng tượng được, chính là một thế lực không thể khinh thường. Hạ Thiên khịt mũi khinh thường, cái gì là đường môn, Nam Cương, y giới, tất cả đều chỉ dám trong mắt ta, chẳng tạo thành nửa xu uy hiếp đối với ta. Lão đầu nhi, nếu ngươi có thời gian, ngươi nên ăn thêm nhiều cháo, sau đó thanh tâm quả dục. Lớn tuổi rồi cũng đừng nên chơi gái quá nhiều, coi chừng đột tử. Ngươi dám sỉ nhục ta. Lão nhân mặc đường trang bị lời nói của Hạ Thiên chọc tức, thiếu chút nữa thăng thiên. Không khỏi mắng to, ngươi thật sự cho rằng ta không trị được ngươi sao? Ta nói chỉ là sự thật mà thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi kích động như vậy làm gì, coi chừng không lấy hơi lên được, trái tim ngươi không chịu nổi giày vò đâu. Hừ, tim của lão phu quả thật có chút vấn đề, nhưng cũng không đáng lo ngại. Lão nhân mặc đường trang cảm giác Hạ Thiên đang cố ý chọc tức ông ta, không khỏi phản bác, nhưng lão phu là danh y đương thế, đại tông sư y giới. Ngươi cho rằng ngươi tạo ra mấy lời đồn thất loạn bát tao như thế sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với lão phu sao? Hạ Thiên lắc đầu, nói với A Cửu, Cửu nha đầu, lúc nào cũng có một số người rõ ràng làm chuyện xấu, nhưng hết lần này đến lần khác lại còn lẽ thẳng khí hùng. Ý của ngươi là lão đầu nhi này cũng không sạch sẽ. A Cửu quan sát trên dưới lão nhân mặc đường trang, nhìn thì có vẻ đạo mạo, chẳng lẽ lại là một ngụy quân tử? Không cần chẳng lẽ, chính xác là một lão ngụy quân tử. Hạ Thiên cười nói. Đủ rồi, lão nhân mặc đường trang không thể kìm được, dám nói năng như thế trước mặt lão phu, xem lão phu là bùn nặn à. Hạ Thiên nhếch miệng, tiện tay chỉ Lương Tế Dân còn đang kêu thảm, có nói đúng hay không, người hỏi cái tên ngu ngốc này chẳng phải sẽ biết hay sao. Lúc này, Lương Tế Dân đã kêu khàn cả giọng, nhưng sự đau đớn vẫn không hề ngừng lại. Cứ phát tác mỗi giờ mỗi khắc như cũ. Nói một chút đi, người đưa hết tang vật cho ai? Hạ Thiên hỏi, chỉ cần ngươi thành thật khai ra, ta có thể cân nhắc cho ngươi một sự thống khoái. Ta nói hết. Lương Tế Dân nghe xong, lập tức gật đầu như dã tỏi. Không đợi Hạ Thiên hỏi thêm câu nào liền khai hết, sau khi ta nhận tang vật từ chỗ Bình Giang song sát, một phần bán cho Lượng Bảo Tông phía Bắc, một phần bán cho Hiệp hội Cổ Y Thiên Hải phía Đông. Số còn lại bán hết cho đường, A. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Im ngay, cái tên vô sỉ bại hoại này. Sắc mặt lão nhân mặc đường trang bỗng nhiên thay đổi. Chờ đến khi Lương Tế Dân đưa tay chỉ ông ta bỗng nhiên phát ra một châm bắn về phía Lương Tế Dân,
hét to, ngươi lại cùng với Bình Giang song sát gây họa cho y giới Nam Cương, người người có thể tru diệt. Bây giờ lão phu sẽ loại trừ ngươi khỏi y giới Nam Cương. Buồn cười, khóe miệng A Cửu nhếch lên, không thể nhịn được cười, Đường Tông Sư, tại sao ngươi lại kích động đến như vậy? Bây giờ ngươi giết người, ngươi cũng sẽ biến thành tội phạm giống như ta. Có phải ngươi muốn tiếp nhận thẩm vấn của Hiệp hội Y giới? Sắc mặt lão nhân Mặc Đường Trang vẫn không thay đổi, vô cùng bình tĩnh, lão phu trừ hại cho Y giới, có tội gì chứ? Ngươi giết người thì vô tội, chúng ta giết người thì có tội. A Cửu học cách bĩu môi của Hạ Thiên, chào phúng nói, Đường Đại Tông Sư, ngươi có thể nói rõ sự khác nhau trong đó không? Các ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì mà chất vấn Đại Tông Sư ta? Đúng đấy, các ngươi là người ngoài, Đường Lão là Tông Sư Y giới Nam Cương chúng ta. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi, các ngươi có thể đánh đồng với Đường Lão không? Lão nhân Mặc Đường Trang còn chưa bắt đầu giải thích, những người chung quanh không chịu nổi, vội thay ông ta giải vây. Ha ha, xem như ta mở rộng tầm mắt, A Cửu cũng không sợ đám người kia bàn tán, y giới Nam Cương quả nhiên tàng ô nạp cầu, cùng một ruột với nhau, thối như một cái hầm cầu không ngửi nổi. Dám khinh thường y giới Nam Cương chúng ta, người muốn chết. Trong đám người có một thanh niên nhiệt huyết không nhịn được hỏa khí trong lòng, bỗng dậm chân tiến lên. Một quyền đánh vào mặt A Cửu. Bành! Người này còn chưa đến gần phạm vi một mét trước người A Cửu, người đã bay ra ngoài như con chó chết, ngã xuống mặt đất không rõ sống chết. Còn dám đả thương người. Lão nhân Mặc Đường Trang hoàn toàn nổi giận, quát lớn, người đâu, mau bao vây bọn họ cho ta, đừng để bọn họ mượn cơ hội chạy trốn. Có lão nhân Mặc Đường Trang dẫn đầu, mọi người có mặt trong đại sảnh lấy lại lòng tin. Một lần nữa bao vây Hạ Thiên và A Cửu lại. Đúng là biết nghe lời. A Cửu thấy vậy, không khỏi cười nhạo, tuy nói y giới Nam Cương từ trước đến nay luôn tổ chức thành từng nhóm, nhưng người biến của công thành của riêng như thế này cũng quá rõ ràng đi. Ngươi xem người trong hiệp hội là thuộc hạ của ngươi à? Ngươi bớt kiếm chuyện ly gián đi. Lão nhân Mặc Đường Trang phát hiện dụng ý của A Cửu, lạnh giọng nói, ban đầu ta chỉ muốn các ngươi nói lời xin lỗi, việc hôm nay coi như xong. Kết quả các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách lão phu đứng ra gánh công lý, bắt hai người các ngươi đến hình đường y giới. Đến lúc đó, ta sẽ gọi đại diện các thế hệ y giới Nam Cương đến cùng nhau chỉ tội các ngươi. Ban đầu, ta cảm thấy ngươi không có khả năng vô sỉ đến mức như thế, nghĩ không ra ngươi đã phá vỡ nhận biết này. A Cửu cũng không phải là người gặp khốn thì sẽ mất bình tĩnh. Khi còn là thị nữ, nàng đã dám chống đối Hạ Thiên. Bây giờ một lão già họm hẹm làm sao có thể dọa sợ nàng, chúng ta chuyện gì cũng không có phạm, hỏi tội gì chứ? Nếu chúng ta có tội, người nhất định cũng có. Với lại, vừa nãy Lương Tế Dân cung khai người thứ ba hình như họ Đường, sẽ không phải là ngươi đấy chứ? Cửu nha đầu, không cần hình như mà chính là lão đầu nhi này đấy. Hạ Thiên nhếch miệng, chào phúng nói, lão đầu nhi này muốn giết người diệt khẩu. Đúng là ăn nói bậy bạ. Lão nhân Mặc Đường Trang lạnh giọng nói, các ngươi phỉ báng lão phu như thế, cũng đừng trách lão phu xử phạt, mang các ngươi đi chấp pháp. Dám vu khống Đường lão, đúng là buồn cười. Ai mà không biết Đường lão là người đại công vô tư nhất trong y giới Nam Cương. Các ngươi muốn dội nước bẩn vào người khác, các ngươi tìm nhầm người rồi. Mặc dù Đường lão không tính là người hoàn mỹ nhưng tuyệt đối cũng không phải người các ngươi có thể vu khống. Đường lão cả đời đều lo lắng cho công chính, thậm chí không lấy vợ sinh con, chính là không muốn công quyền tư hóa. Người như vậy mà các ngươi cũng dám phỉ báng, các ngươi còn có lương tâm nữa không? A Cửu thấy vậy, sinh lòng cảm khái, quả nhiên tiền ngu ngốc dễ kiếm nhất, khó trách thu thuế trí thông minh luôn kiếm được đầy bồn đầy bát. Ông ta không cưới vợ sinh con, bởi vì ông ta không có năng lực này. Hạ Thiên khinh bỉ nói, cái gì công quyền mẫu quyền? Ông ta lấy bí bảo tông môn các ngươi đi đổi tiền, các ngươi còn bán mạng cho ông ta. Lộ chân tướng rồi nhé. Vừa rồi còn vu khống Đường lão chơi gái, bây giờ lại nói ông ấy không có năng lực này. Ngươi nói thế không phải tự mâu thuẫn với nhau sao? Nam nhân mặt đen của xã Y Môn lập tức đứng lên phản bác. Hạ Thiên đáp lại, không có năng lực kia và việc ông ta thích chơi gái hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau, ngươi có bị ngốc hay không? Hoặc ta đổi cách nói giúp các ngươi dễ hiểu hơn,
chính là ông ta thích được nữ nhân chơi. Làm sao không thể mâu thuẫn? Nam nhân mặt đen thật sự không thể nào hiểu được Hạ Thiên, nếu Đường lão không được, vậy ông ấy chơi nữ nhân như thế nào? Còn nói cái gì bị nữ nhân chơi, đúng là buồn cười, hả? Nói xong, nam nhân mặt đen không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cũng không vặn hỏi Hạ Thiên nữa, quay sang nhìn lão nhân mặc đường trang, sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Lão phu cả đời này ngồi thẳng đứng thẳng, thân chính không sợ bóng nghiêng. Lão nhân mặc đường trang vẫn quang minh lẫm liệt, quát lạnh với Hạ Thiên, bất luận ngươi tung tin đồn nhảm như thế nào, cũng không có khả năng tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với ta. Lão phu cũng không đáp lại, ngươi làm như thế cũng vô dụng thôi. Hạ Thiên cười nói, ta chưa từng tung tin đồn nhảm, bởi vì những gì ta nói đều là sự thật. Thuận tiện nói luôn, nữ nhân chơi ngươi sắp xuống lầu rồi. Lão nhân mặc đường trang biến sắc, vô thức nhìn về phía thang máy. Quả nhiên, cửa thang máy từ từ mở ra. Cũng may, từ bên trong bước ra hai nam nhân. Ngươi đang vu oan cho ta, ngươi muốn dùng phương thức này hủy hoại danh dự của lão phu. Lão nhân mặc đường trang thở phào một hơi, nổi giận quát lớn Hạ Thiên, cái tên bại hoại ngươi, nếu không sớm loại trừ, quả thật là sự sỉ nhục của y giới. Người đâu, bắt hắn lại cho ta. Đang trong lúc mọi người dự định cùng nhau tiến lên, một lần nữa đại chiến, một nữ nhân trẻ tuổi từ đầu hành lang bước đến, nhìn qua không quá 20 tuổi, trang điểm rất đậm, hơi có phong phạm ngự tỷ, trong tay còn cầm theo một cây roi da nhỏ, thỉnh thoảng hất lên. Tiểu Đường Đường, ngươi ở đây sao? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy lão nhân mặc đường trang, cười nói, hôm nay có chơi không? Nếu ngươi bận, ta đi trước, hẹn ngươi hôm khác. Sắc mặt lão nhân mặc đường trang đỏ lên, chỉ vào nữ nhân trẻ tuổi, biến đi, lão phu không quen biết ngươi. Nhìn quần áo của ngươi kìa, xem giống kiểu gì, một chút cũng không giống con gái nhà lành. Cha mẹ của ngươi biết được, không tức chết mới là lạ. Ôi chao, mạnh miệng nhỉ, nữ nhân trẻ tuổi thấy nhiều người ở đây, còn định chừa lại chút mặt mũi cho lão nhân mặc đường trang, cho nên nàng ta quyết định chào hỏi một câu rồi đi. Không nghĩ đến đối phương lại chửi ầm lên, nàng lập tức đáp lễ, mặc quần vào rồi thì không nhận người nữa à. Ngươi đúng là vận động viên cử tạ bỏ thi đấu. Bất lực thì thôi đi, còn mắng người khác. Ngươi, mau cút đi, lão nhân mặc đường trang tức giận ôm ngực, những người bên cạnh nhìn thấy cũng gấp lên. Thật ra, bọn họ có không ít người nhận ra nữ nhân này, nàng ta rất có danh tiếng trong giới thế tục, có vẻ như một người quen đóng vai nữ vương. Không quan tâm sự thật là gì, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này tiếp tục mắng người, ảnh hưởng quá ác liệt. Đừng giả bộ nữa, nữ nhân kia cũng không để ý đây là trường hợp nào, ngươi mau chuyển tiền cho ta, lão nương thật sự khổ tám đời. Làm mấy đơn với ngươi, ngươi già rồi nhưng chiêu trò cũng không ít. Mỗi lần kéo quần lên, ngươi lại thuyết giáo với ta, bảo ta làm nghề này mất mặt. Con mẹ nó, ngươi chơi nữ nhân bằng tuổi cháu gái của mình thì không mất mặt sao? Ngươi, lão nhân mặc đường trang giống như chịu oan khuất rất lớn, vừa chỉ vào nữ nhân vừa chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, các ngươi hay lắm, quá độc ác rồi. Lão phu và các ngươi thể bất lưỡng lập. Nói xong, ông ta không lấy hơi lên được, trực tiếp té xỉu xuống đất. Dám tính toán Đường lão, các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Đúng vậy, lập tức gọi tất cả người trong hiệp hội đến, không xử bọn họ theo pháp luật, thật sự có lỗi với Đường lão. Hạ Thiên nhếch miệng, lười biếng nói, lão đầu nhi, đừng giả bộ ngất đi, vô dụng thôi. Sắc mặt lão nhân mặc đường trang đã trắng bệch, rơi vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn không phản ứng Hạ Thiên. A, à, lão nhân mặc đường trang không phản ứng, nhưng một người khác bỗng nhiên há miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Nữ nhân trẻ tuổi bỗng cảm giác ngực tê dần, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, lão nhân mặc đường trang rốt cuộc cũng được đám người kia luống cuống tay chân cứu giúp, hợp thời chậm rãi tỉnh lại. Ngươi ăn hiếp ta một cách quá đáng. Lão nhân mặc đường trang vừa tỉnh lại, lập tức chỉ vào Hạ Thiên, ngươi còn chiêu thức bẩn thỉu nào thì lấy ra hết đi, xem lão phu có bị đánh hay không. Đều là người học y, nhưng ngươi lại dùng mấy chiêu thức hạ lưu bẩn thỉu này. Đúng là bại hoại, ngươi mua chuộc một nữ nhân đến nói xấu Đường lão. Hủy hoại danh dự của Đường lão, giáp tâm hiểm ác. Tại sao ngươi lại vô sỉ đến mức như thế? Không giết hắn, không đủ bình dân phẫn.
ngươi không có chút y đức nào cả. Cho dù y thuật ngươi có cao như thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng chỉ là một tai họa mà thôi. Đám người kia đều tranh nhau chỉ trích Hạ Thiên, không ai nhìn xem nữ nhân trẻ tuổi kia có thể cứu được hay không. A Cửu tiến lên dò xét tình huống của nữ nhân kia. Quả nhiên đã chết. Lão đầu nhi kia tự mình gọi nữ nhân, chơi cho thống khoái, lại bị nữ nhân này chỉ trích, Hạ Thiên cười hì hì phản bác, chuyện này từ đầu đến cuối có liên quan gì đến ta sao? Không cần suy nghĩ, nữ nhân này nhất định được đã ngươi thuê. Đúng, nếu không, tại sao lại trùng hợp như vậy? Ngươi vừa tung tin đồn nhảm, đã có một nữ nhân xuất hiện xác nhận. Đúng vậy. Các ngươi không khỏi quá buồn cười. Các ngươi hãy dùng óc heo của mình suy nghĩ cho thật kỹ. A Cửu thật sự không chịu nổi đám người thiểu não kia, nhịn không được liền nói, chúng ta chỉ đến ăn một bữa cơm mà thôi, cũng chẳng có mắt tương lai, chẳng lẽ có thể dự liệu được Bình Giang song sát ở đây? Đồng thời cũng dự liệu được các ngươi mai phục ở đây. Lại dự liệu vị Đường lão tiên sinh này sẽ đến. Điều này có thể sao? Lời nói của A Cửu khiến đám người kia như phát mộng. Không suy nghĩ thì thôi, một khi cẩn thận suy nghĩ lại, ngay cả đồ ngốc cũng hiểu được, Hạ Thiên hoàn toàn không có khả năng sắp xếp. Cho dù hắn thật sự sắp xếp người, cũng không thể tìm đến Đường lão, làm sao có thể nghĩ xa như vậy. Nghĩ như vậy, ánh mắt không ít người nhìn lão nhân mặc đường trang có chút không đúng. Nói bậy nói bạ, lão nhân mặc đường trang bình tĩnh lại, mắt thấy không ít người bị A Cửu thuyết phục, lập tức khiển trách các ngươi đang khi dễ lão nhân gia 69 tuổi ta. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, bén nhọn đến cỡ nào, ngươi cũng đừng hòng chửi bới lão phu. Được rồi, lão đầu, Hạ Thiên khó chịu nói, biểu diễn như vậy cũng đủ rồi. Ban đầu ta chẳng hứng thú vạch trần ngươi, nhưng cái tên ngớ ngẩn ngươi cứ nhất định phải gây phiền phức cho ta và Cửu nha đầu. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, lão nhân mặc đường trang biến sắc, cuối cùng nghiến răng, nói tiếp, chuyện lúc trước của các ngươi tạm thời không đề cập đến, còn cần thẩm tra lại cẩn thận, nhưng việc các ngươi phỉ báng danh dự của lão phu lại là sự thật. Lão phu nhất định bắt hai người các ngươi lại, giao cho hiệp hội xử lý. Nói xong, giọng ông ta hơi hòa hoãn lại, có chút thấm thía, đương nhiên, tội các ngươi cũng không đáng chết. Nếu có người mượn cơ hội trả thù các ngươi, nhất định đưa các ngươi vào chỗ chết, lão phu cũng sẽ toàn lực đảm bảo các ngươi một mạng. Lão nhân mặc đường trang cũng không nhất định muốn làm gì Hạ Thiên và A Cửu, chỉ muốn mượn chuyện như vậy dựng nên hình tượng đại công vô tư, lo lắng chính nghĩa của ông ta. Về sau, ông ta sẽ có cơ sở tranh cử chức hội trưởng Hiệp hội Y giới Nam Cương. Ông ta thấy, Hạ Thiên chẳng qua chỉ là đồ đệ của Trương Minh Đà, y thuật chưa chắc đã giỏi, nhưng gây thù hẳn đủ nhiều. Chỉ cần có thể bắt Hạ Thiên xử lý theo pháp luật, như vậy những tông môn bị Trương Minh Đà gây họa năm đó sẽ đầu nhập vào ông ta. Đến lúc đó, ông ta sẽ có cái để đấu với Trịnh Hưởng Sơn. Đáng tiếc, ông ta đã tính sai hai chuyện. Đầu tiên là y thuật của Hạ Thiên, thứ hai là tính tình của Hạ Thiên. Lão đầu nhi, có phải ngươi cảm thấy nữ nhân kia và Lương Tế Dân chết rồi, ngươi có thể phủi mình sạch sẽ? Hạ Thiên khinh thường nhìn lão nhân mặc đường trang, còn bảo vệ chúng ta một mạng. Ngươi cũng xứng nói những lời này. Ngươi tưởng mình là đại tông sư à? Quả nhiên minh ngoan bất linh. Sắc mặt lão nhân mặc đường trang lạnh lại, biểu hiện âm tàn, rốt cuộc các ngươi được ai sai khiến? Vì sao các ngươi nhất định phải hủy đi danh dự của lão phu? Chẳng lẽ lão phu đã cản đường của ai sao? Lời này nói nghe hơi cứng ngắc, nhưng lượng tin tức lại khá nhiều. Chẳng những đóng đinh Hạ Thiên vu khống, đồng thời còn tận lực chuyển hướng gió, ám chỉ Hạ Thiên bị người khác sai khiến mới cố ý làm như vậy. Tiếp theo, ông ta đưa ra một dự thuyết, khẳng định ông ta đã cản đường ai đó. Người khác nghe xong, tự nhiên sẽ nghĩ rằng, Đường lão cản đường ai? Đường lão trước giờ không tranh quyền thế, lấy giúp người làm niềm vui, có thể cản đường ai chứ? Dấu hiệu duy nhất chính là có người bóng gió nói rằng, hình như có người đề nghị Đường lão đảm nhiệm chức hội trưởng Hiệp hội Y giới lần tiếp theo. Chẳng lẽ Hạ Thiên là người của Trịnh hội trưởng? Chỉ mấy câu ngắn ngủi, trong nháy mắt đã luận ra được mấy âm mưu. Không thể không nói, củ gừng già này vẫn còn cay. Đúng là nước đổ đầu vịt, A Cửu lắc đầu nói với Hạ Thiên, da mặt của loại ngụy quân tử này dày như tường thành. Bảo bọn họ thừa nhận sai lầm giống như muốn mạng bọn họ vậy.
không lãng phí thời gian với bọn họ ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Ngươi cho rằng các ngươi đi được sao? Lão giả mặc đường trang bỗng nhiên vỗ tay, mấy chục bóng người từ chỗ tối trong đại sảnh lao ra, người nào cũng mặc quần áo bó màu đen, giữa ban ngày nhìn giống như những cái bóng. Chẳng lẽ đây chính là ảnh tử của đường môn? Ban đầu ta tưởng là lời đồn, nghĩ không ra là thật. Hai người kia có mọc cánh cũng khó chạy thoát, người nào mà không biết bắc có thiên đạo tổ, nam có ám ảnh đường. Lúc này, lão nhân mặc đường trang đẩy những người đang đỡ mình ra, đứng dậy, một chút cũng không giống như người hôn mê qua, sức mạnh 10 phần, hôm nay, nếu các ngươi không nói cho rõ ràng, lão phu không để các ngươi rời đi. Ngươi muốn chúng ta nói cái gì? A Cửu đại khái đoán được dụng ý của lão đầu nhi, mỉm cười hỏi ngược lại, nói ra chúng ta thật sự xui xẻo, chỉ muốn ăn bữa cơm, nhưng lại gặp phải đám ngu ngốc các ngươi. Ngươi muốn tranh quyền đoạt lợi thì tự mình đi tranh đấu đi, cứ nhất định phải sử dụng âm mưu quỷ kế bất nhập lưu. Khó trách lần trước ngươi bị bại bởi Trịnh Hưởng Sơn, đúng là đáng đời. Ngươi, lão nhân mặc đường trang bị chọc tức, quát lớn với mấy bóng đen, dạy cho ả nữ nhân kia một bài học cho ta. Đám ảnh tử lập tức nghe lệnh, hàn mang trong tay lóe lên rồi biến mất, dậm chân mấy cái đã vọt đến trước mặt A Cửu, phong kín đường lui của nàng, nàng chỉ có thể đón đỡ công kích của bọn họ. Bành, bành, bành. A Cửu cười khẩy, sử dụng phiêu miếu bộ, trong nháy mắt đã thoát khỏi vòng vây đám ảnh tử, mỗi người một trường, đánh bay toàn bộ ra ngoài. Cái này, lão nhân mặc đường trang lập tức trợn mắt, chỉ vào A Cửu, cả nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Không bao lâu sau, ông ta lấy lại tinh thần, lập tức hạ lệnh, các ngươi bắt Hạ Thiên lại trước. Đám ảnh tử lại giống như trang giấy, từ dưới đất bay lên, cùng nhau vào đến Hạ Thiên. Nhưng lần này bọn họ khôn hơn, không cẩn thận mà bóp mấy độc tiêu trong tay, tính toán khoảng cách, sau đó bao vây thành một vòng tròn, phong kín Hạ Thiên bên trong, tiếp theo phối hợp đánh ra một kích. Đúng là nhàm chán, muốn đánh thì đánh, màu mè như vậy để làm gì? Hạ Thiên không khỏi lắc đầu, nhưng người lại không hề nhúc nhích. Mấy chục độc tiêu đâm vào người Hạ Thiên, sau đó, đám ảnh tử mới buộc xích sắt trong tay lên người hắn, tạo thành một cái khóa bền chắc không thể phá được. Một kích phải trúng, đánh một phát là quay lại, một chút cũng không tham. Các ngươi chơi cái gì vậy? Mắt các ngươi mù sao? Ban đầu, lão nhân mặc đường trang đang định cười to, kết quả phát hiện người bị khóa lại chính là mình. Cả kinh đến mức thiếu chút nữa hồn phách bay lên trời. Ông ta tức không kềm được, ta bảo các ngươi đi bắt Hạ Thiên, cẩu vật không có mắt, còn không mau thả ta ra. Đám ảnh tử kia đều đứng im không nhúc nhích. Các ngươi điếc sao, mau thả ta ra, lão nhân mặc đường trang giận tái mặt, nếu không, lão phu sẽ bắt toàn bộ các ngươi về hình đường đường môn. Vẫn không có người nào động đậy. Đừng kêu nữa, bọn họ không nghe lời ngươi đâu. Hạ Thiên nói, bởi vì bây giờ bọn họ chỉ nghe ta thôi. Không thể nào, sắc mặt lão nhân mặc đường trang thay đổi mấy lần, lập tức phản bác, bọn họ đều là tử sĩ do đường môn bồi dưỡng mấy chục năm, 100% trung thành với đường gia, tuyệt không có chuyện phản bội. Hạ Thiên gật đầu, vô cùng tán đồng, trung thành, đích thật rất trung thành. Bọn họ cũng không phản bội đường gia. Đã không phản bội đường gia, vì sao lại không ra tay với ông ta? A Cửu kỳ quái hỏi. Đó là vì ông ta không có liên quan gì đến đường gia chứ sao? Hạ Thiên mỉm cười nói, Cửu nha đầu, nàng lại ngốc nữa rồi. Ngay cả cái này cũng không nghĩ đến sao. A Cửu rất không thích người khác nói nàng ngốc, nhất là Hạ Thiên, ngươi còn mắng ta ngốc nữa, ngươi có tin ta đánh ngươi hay không? Nàng đánh không lại ta đâu. Hạ Thiên đáp lại. A Cửu lườm hắn một cái, được rồi, ta biết là ngươi đã động tay động chân rồi. Ngươi đã làm gì lão phu, rốt cuộc ngươi là ai, ngươi có mục đích gì, lúc này, lão nhân mặc đường trang đã lấy lại tinh thần. Mặc dù ông ta không biết Hạ Thiên có ra tay với ông ta hay không, nhưng lúc này nếu ông ấn định Hạ Thiên động tay với ông ta sẽ càng có lợi hơn, là ai sai khiến ngươi. Ngươi đắc tội lão phu chính là đắc tội toàn bộ đường gia, đắc tội một nửa Nam Cương. Hậu quả này ngươi đảm đương nổi không? Lão phu khuyên ngươi nên quay đầu, a. Câm miệng. Hạ Thiên chán nghe mấy lời nói như thế này lắm rồi. Các ngươi mau thả đường lão ra. Đúng vậy, ngươi muốn bắt đường lão chính là muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao?
Hiệp hội y giới Nam Cương có đến mấy trăm hội viên, các ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ hậu quả. Ngu ngốc có nhiều thì cũng là ngu ngốc. Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói, các ngươi không có trò gì mới, ta không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Cửu nha đầu, chúng ta đi. Lúc này, một người trẻ tuổi từ bên ngoài xông vào, mỉm cười nói với Hạ Thiên và A Cửu, các ngươi không thể đi, cũng không đi được. Hạ Thiên hỏi, ngươi nói đi không được, vậy thì ta càng muốn đi đó thì sao? Người kia thoải mái vươn tay với Hạ Thiên, nếu ngươi đi, thịnh hội y giới lần này xem như tổn thất rất lớn. Nãi nãi ta đã nhiều lần dặn dò, bảo ta ngàn vạn lần phải chiêu đãi ngươi cho thật tốt. Ngươi là ai? Hạ Thiên nhìn người trẻ tuổi kia, phát hiện chẳng có chút ấn tượng gì cả. A Cửu ngược lại đã gặp qua người này, nàng nói với Hạ Thiên, hắn ta chính là thiếu chủ cổ tộc, thế lực rất lớn ở Nam Cương, không thể khinh thường. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Hồ Hóa Vũ, tộc nhân cổ tộc. Người trẻ tuổi vô cùng lịch sự gật đầu với Hạ Thiên, ngươi chính là Hạ Thiên. Ta đã sớm nghe ra ra nói qua đại danh của ngươi, hôm nay gặp mặt, khí thế quả nhiên không phải bình thường. Ra ra ngươi là ai? Hạ Thiên cau mày, cảm thấy khó chịu với người tự đến làm quen như thế này. Hồ Hóa Vũ mỉm cười, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi không ngại đoán thử xem. Cút sang một bên, Hạ Thiên lười lãng phí thời gian với một nam nhân khác. Nếu mỹ nữ nói như vậy, nói không chừng hắn còn phối hợp một chút. Hồ Hóa Vũ lắc đầu, hơi cảm khái nói, được rồi, xem như ta đường đột. Gia gia của ta chính là sư tổ của ngươi, Vạn Quy Nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta xem như người một nhà. Ngươi đừng có lôi kéo làm quen. Hạ Thiên nhếch miệng, ta và lão đầu nhi kia chẳng có quan hệ gì với nhau. Ta là đồ đệ của Trương Minh Đà thật. Nhưng ta cũng chẳng có bất kỳ quan hệ nào với quỷ y môn. Không sao, Hồ Hóa Vũ tuyệt không gấp, cười nói, dù sao ngươi nhất định đã sớm biết y thuật quỷ y môn. Chúng ta có thể tìm cơ hội trao đổi một chút. Trong lúc Hồ Hóa Vũ và Hạ Thiên đang nói chuyện, lão nhân mặc đường trang cũng đã bình tĩnh lại, kêu ầm lên, Hồ công tử, mau cứu ta. Ồ, đường lão, ngươi không sao chứ? Lúc này... Hồ Hóa Vũ mới nhìn thấy lão nhân mặc đường trang chật vật không chịu nổi, liền đưa tay cởi xiềng xích trên người cho ông ta, tại sao lại như thế này? Là hai người bọn họ hại lão phu thành như vậy. Lão nhân mặc đường trang vừa mới được tự do, lập tức chỉ tay vào Hạ Thiên và A Cửu, Hồ công tử, người tuyệt đối đừng để bọn họ lừa gạt. Bọn họ là hạng người cùng hung cực ác, vừa nãy chẳng những đả thương mấy người, còn muốn đưa lão phu vào chỗ chết. Khụ khụ khụ. A Cửu thản nhiên nói, ta nói, ngươi cũng cao tuổi rồi, làm mấy chuyện hắc bạch điên đảo như thế này, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lão phu đi thẳng ngồi thẳng, có gì mà phải xấu hổ chứ? Lão nhân mặc đường trang tức giận trừng mắt nhìn A Cửu, hai người các ngươi lại hạ độc thủ với một lão tiền bối 69 tuổi như ta, đúng là tội ác tày trời. Hồ công tử, ngươi ngàn vạn lần đừng để bọn họ chạy thoát. Ta hoài nghi bọn họ chính là hắc thủ đằng sau Bình Giang song sát, rất có khả năng gây nguy hại cho đồng nghiệp y giới. Đường lão, ngươi cũng mệt rồi, ngươi nên về sớm nghỉ ngơi đi. Hồ Hóa Vũ mỉm cười cắt ngang lời nói của lão nhân mặc đường trang, sau đó nói với mấy người bên cạnh đưa đường lão về phòng. Lão nhân mặc đường trang mở to mắt nói với Hồ Hóa Vũ, Hồ công tử, ngươi nói vậy là có ý gì? Thế nào? Hồ Hóa Vũ nói, mấy ngày qua ngươi mệt quá rồi, ta cho người đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút. Lão phu không mệt, lão nhân mặc đường trang nhìn chằm chằm Hồ Hóa Vũ, giọng bi phẫn, lão phu ngàn dặm xa xôi từ Thục Trung chạy đến đây là vì công nghĩa, thay đồng nghiệp y giới Nam Cương tranh thủ lợi ích. Bây giờ có người gây bất lợi cho lão phu, còn có thể nguy hại người khác, Hồ công tử ngươi lại thờ ơ. Hồ Hóa Vũ giải thích. Trong khoảng thời gian này đích thật có không ít người đánh chủ ý vào thịnh hội y giới, cũng muốn âm thầm gây chuyện, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại người đó. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Lão nhân mặc đường trang phẫn nộ quát, chẳng lẽ vừa rồi hắn thiếu chút nữa giết lão phu, ngươi cũng xem như không nhìn thấy. Nếu như ta nhìn không nhầm, hình như đường lão ngươi ra tay trước. Hồ Hóa Vũ thản nhiên nói, Hạ Thiên và vị cửu cô nương này cũng chỉ là tự vệ. Nhưng ngươi đã thua một bậc, sau đó tự mình trúng chiêu. Lão nhân mặc đường trang nghe xong, lại càng tức giận, chỉ vào Hồ Hóa Vũ, Hồ công tử,
người thiên vị người ngoài như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Không đợi Hồ Hóa Vũ trả lời, ông ta đã kết nối lại mấy vấn đề, chẳng lẽ quan hệ giữa Đường Môn Nam Cương với cổ tộc còn không bằng một đồ đệ ác ma? Chẳng lẽ hai người này vì tư lợi gây họa cho đồng nghiệp y giới Nam Cương không phải là chuyện lớn? Lần này, tuy nói thịnh hội y giới do cổ tộc ngươi tổ chức, nhưng nếu tâm đồng nghiệp y giới rét lạnh, các ngươi có bù đắp nổi không? Ai là người một nhà, ai là người ngoài, chẳng lẽ trong lòng Hồ Công Tử còn không phân biệt được? Hạ Thiên nhếch miệng, cảm thấy nhàm chán với mấy lời nói nhảm của lão già trước mặt, lão đầu, nếu ngươi muốn chết sớm, ngươi có thể nói thêm vài câu nữa. Đừng để ý đến ông ta nữa. A Cửu vỗ Hạ Thiên, nhẹ giọng nói, người này chính là cậy già lên mặt, một lão thất phu giả nhân giả nghĩa mà thôi. Lão nhân mặc đường trang nổi trận lôi đình, Hồ Công Tử, người nghe bọn họ nói gì không? Trong giới y học, không có người ngoài và người trong cuộc. Tất cả mọi người đều nghiên cứu y học, vì mục tiêu ủng hộ thế giới, không hình thành bè phái. Hồ Hóa Vũ thản nhiên nhìn lão nhân mặc đường trang. Hơi cảnh cáo kéo bè kết phái là vì lợi ích. Hạ Thiên từ chối thừa nhận mình là người của quỷ y môn, chứng tỏ hắn không quan tâm lợi ích bên trong. Đường lão người có dám rũ sạch quan hệ của mình với Đường môn không? Đủ rồi, lão nhân mặc đường trang có chút cậy già lên mặt, cho rằng mình là trưởng lão Đường môn, cho dù đến Nam Cương, cách cư xử cũng khá kiêu ngạo. Ông ta không nghĩ đến hôm nay, đầu tiên là bị Hạ Thiên đánh cho choáng váng. Sau đó lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa Hồ Hóa Vũ dạy dỗ, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lão phu muốn hỏi một việc, lão nhân mặc đường trang cũng không muốn tiếp tục đấu võ mồm, trực tiếp hỏi, người có bắt bọn họ không? Hồ Hóa Vũ lắc đầu, thở dài nói với Hạ Thiên, xem ra ta phải nói lời xin lỗi với ngươi trước. Sắc mặt A Cửu không khỏi thay đổi. Mặc dù nàng đã sớm có dự liệu nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm khái trong lòng không thôi. Nàng nói với Hạ Thiên, người định xử lý như thế nào? Đánh bọn họ một trận à? Không cần ta ra tay đâu. Hạ Thiên mỉm cười nói. Chẳng lẽ người bắt ta giải quyết nhiều người như thế? A Cửu bất mãn nói. Tuy nói nàng không để đám người này vào mắt, nhưng Hạ Thiên vung tay trưởng quỹ như vậy, khiến nàng có chút không vui. Hạ Thiên ôm A Cửu, Cửu nha đầu. Nàng cũng không cần ra tay. Ồ, chẳng lẽ chúng ta phải đứng đây cho bọn họ đánh? A Cửu không hiểu. Nàng cứ đứng nhìn là được. Biểu hiện của Hạ Thiên vẫn vân đạm phong khinh như cũ. Lão nhân đường trang ngược lại cao hứng. Ít nhất, thái độ của Hồ Hóa Vũ là đứng về phía ông ta. Ông ta liền thúc giục, Hồ Công Tử, người phải cẩn thận. Trên người tiểu tử này có tà môn, người tốt nhất. Lời còn chưa nói hết. Ánh mắt ông ta bỗng dưng mở lớn. Hạ Thiên, xin lỗi đã để cho lão già phế vật này làm trễ nãi thời gian của ngươi lâu như vậy. Hồ Hóa Vũ chậm rãi rút tay khỏi ngực lão nhân mặc đường trang, còn cầm trong tay một con côn trùng nhảy nhót tưng bừng. Đây là cổ khôi tâm, có thể dùng thay thế trái tim người khác, tuy nhiên, ta cần dùng linh khí để không gián đoạn nuôi dưỡng. Lão nhân mặc đường trang nhìn trái tim trống rỗng của mình, ngạc nhiên hỏi, Hồ Công Tử, vì sao ngươi? Khi ngươi được 60 tuổi, ngươi đã chết rồi. Hồ Hóa Vũ lấy một cái khăn ướt cẩn thận lau tay của mình, là nãi nãi của ta niệm tình chuyện mà ngươi đã làm cho cổ tộc ta trước kia, cho nên mới tặng cho ngươi một con cổ khôi tâm, giúp ngươi kéo dài tính mạng. Đáng tiếc, mấy năm qua ngươi không chịu ở yên, khi nam phách nữ thì không nói, còn âm thầm cấu kết thế lực muốn phản bội cổ tộc, ngươi không trách được ta đâu. Vừa lúc hôm nay là một cơ hội không tệ. Cũng nên thu hồi con cổ trùng lại, ta không thu thuế phí của ngươi đâu. Phốc, lão nhân mặc đường trang há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất. Lông mày Hồ Hóa Vũ cũng không nhăn lại, thản nhiên dặn dò các ngươi khiêng hết thi thể ra ngoài. Đường lão thì đưa về đường môn, những người khác thì tìm chỗ chôn. Vâng, lập tức có người lĩnh mệnh bước ra, khiêng thi thể của lão nhân mặc đường trang và những người khác nhanh chóng rời đi. Sự việc diễn ra khiến người có mặt trong đại sảnh đều kinh hãi, không khỏi nhìn nhau, không biết làm sao. Sự việc hôm nay đến đây thôi. Hồ Hóa Vũ lau tay sạch sẽ, sau đó cất cái khăn dơ vào túi, mỉm cười nói với mọi người, ta cũng không muốn truy cứu việc này. Tất cả giải tán đi, nơi này sẽ có người xử lý sạch sẽ. Mọi người thở phào một hơi, không dám ở lâu,
vội nói tiếng cảm ơn Hồ Hóa Vũ, sau đó vội vàng rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại Hồ Hóa Vũ, Hạ Thiên và A Cửu. Lãnh đạm hai người rồi. Hồ Hóa Vũ mỉm cười rạng rỡ, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra nói với Hạ Thiên và A Cửu, các người đến đây ăn cơm, đáng tiếc nơi này hơi ô uế. Đúng lúc nãy nãy ta muốn gặp các người một lần, chỉ bằng các người đến nhà ta làm khách. A Cửu không biết trả lời như thế nào, quay sang nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng có hứng thú bồi lão thái bà ăn cơm. Yên tâm, có mỹ nữ. Hồ Hóa Vũ dường như hiểu rất rõ Hạ Thiên, nhị sư phụ Ngài Luân, còn có gia gia của ta, cùng mấy lão bằng hữu đều có mặt, người hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Nhị sư phụ cũng có ở đó. Hạ Thiên suy nghĩ một chút liền hỏi, vậy nhị sư nương của ta có ở đó luôn không? Hồ Hóa Vũ sừng sốt, gương mặt lộ ra biểu hiện cổ quái, gật đầu nói có, nhưng người tốt nhất đừng gọi bà ấy là nhị sư nương. Vì sao? Không phải bà ấy có qua lại với nhị sư phụ của ta à? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Nói như vậy cũng không sai. Hồ Hóa Vũ cảm thấy vẫn nên giải thích một chút, tuổi tác của bà ấy còn muốn lớn hơn nãi nãi ta một giáp, chúng ta đều gọi bà ấy là cổ thần bà. Nghe nói bà ấy ít nhất đã 300 tuổi rồi. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy có chút buồn cười, khẩu vị của nhị sư phụ nặng như vây sao. Im lặng, đừng nói lung tung. Hồ Hóa Vũ khẩn trương nhìn chung quanh, cổ trùng của cổ thần bà trải rộng Nam Cương, cẩn thận bị bà ấy nghe thấy. Đến lúc đó, ta không giúp được ngươi đâu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một con đom đóm bay đến góc áo Hạ Thiên, trong nháy mắt cháy bùng lên, đốt phạm vi mấy mét xung quanh ba người thành biển lửa. Lại nữa, có hết hay không vậy? Sáo lộ tương tự dùng quá nhiều lần như thế, không chê phiền sao? Hạ Thiên có chút phiền chán. Hời hợt phung tay lên dập tắt biển lửa, sau đó nói với A Cửu, Cửu nha đầu, nàng ở đây đợi ta, ta đi giải quyết đám ngớ ngẩn này. Nói xong, Hạ Thiên biến mất ngay tại chỗ. A Cửu đã sớm quen thuộc, còn ánh mắt Hồ Hóa Vũ thì lộ ra sự kinh ngạc nhưng nét mặt thủy chung vẫn rất tự nhiên. A. Rất nhanh, bên trong phạm vi ngàn mét liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo. Có hơn 10 bóng người từ trong chỗ tối bay ra, giống như chó chết bị ném xuống đất, chồng chất thành từng đống. A Cửu nhìn đám người bị ném tới, phát hiện thành phần khá phức tạp, có ninja của đảo quốc, có ảnh tử của đường môn, đồng thời còn có một số người nhìn không ra lai lịch. Hồ Hóa Vũ nhìn thấy lại là một khía cạnh khác, võ công của đám người này tuyệt đối không thấp, nhưng thiên linh cái bị một chưởng vỗ nát, nửa giây phản ứng cũng không có. Cho thấy võ công của Hạ Thiên rất cao, thuộc trạng thái không phải người. Gần đây đã được xử lý sạch sẽ. Hạ Thiên quay lại, ôm A Cửu, nói, đám ngu ngốc này cứ chạy đến quấy rầy thế giới hai người chúng ta. Hồ Hóa Vũ nghe xong, vô thức sờ mũi, cảm giác nhồn nhột. Ngươi không có ý định tìm người đứng đằng sau bọn họ, sau đó chảm thảo trừ căn sao. A Cửu cười hỏi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, Cửu nha đầu. Ngu ngốc trên thế giới này nhiều lắm, chảm không hết đâu. Cũng đúng, A Cửu nhẹ gật đầu, có người ở đây, cho dù không biết thành ngốc cũng biến thành ngớ ngẩn. Hạ Thiên bĩu môi, Cửu nha đầu, nàng nói vậy là không đúng rồi, giống như ngớ ngẩn là do ta sáng tạo ra vậy. Ta cũng không nói như vậy mà. A Cửu cười một tiếng, ta chẳng qua chỉ cảm thấy người đụng phải người ngu ngốc còn cao hơn ta gấp bội. Cửu nha đầu, nàng cho rằng ta ngốc giống nàng sao? Nghe giống như nàng bao gồm luôn cả ta vậy. Hạ Thiên bất mãn lườm A Cửu một cái, nói tiếp, ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn, giả bộ giống như người bình thường thì cũng vẫn là ngớ ngẩn mà thôi. Chẳng qua bọn họ giả bộ vô tác dụng trước mặt ta. Ngươi không thể thừa nhận tính tình của ngươi rất thối sao? A Cửu khinh thường đáp. Hạ Thiên bỗng ôm sát A Cửu, cười nói, Cửu nha đầu, ta phát hiện gần đây nàng hay nhằm vào ta đấy nhé. Ta nhất định phải nhanh chóng xây dựng lại tư tưởng của nàng, để nàng biết hành vi hủy đi hình ảnh của chồng là không đúng. Bớt làm bộ đi, A Cửu biết rất rõ Hạ Thiên, lập tức tránh cái ôm của hắn, tên lưu manh ngươi lúc nào cũng muốn tìm cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Hạ Thiên khinh thường nói, nàng là vợ của ta, sao có thể bảo là chiếm tiện nghi được. Đánh giám, A Cửu nguyết hắn một cái, chiếm tiện nghi là chiếm tiện nghi. Cho dù ta là vợ của ngươi. Người cũng không phải muốn uống sữa thì bú sữa mẹ chứ.
Đúng là chưa uống qua mà. Nhưng cửu nha đầu, nếu không ta thử một chút nhé. Hạ Thiên cười nói, ta có thể để nàng có. A cửu thẹn quá hóa giận, đạp hắn một cước, người im miệng cho ta. Hồ Hóa Vũ lúng túng đứng một bên, vô duyên vô cớ bị cho ăn cơm chó. Thấy hai người kia tình tứ đã đủ, Hồ Hóa Vũ mới nhỏ giọng nói, hai vị nói chuyện xong chưa? Có thể theo ta đi được không? Phải đi ngay bây giờ sao? A cửu chừng Hạ Thiên, để hắn yên tĩnh lại. Hồ Hóa Vũ gật đầu, đúng, bây giờ chúng ta sang đó, xe cũng đã chuẩn bị xong, ở đằng trước. Ngươi có đi không? A cửu quay lại hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhún vai, đi thì đi, dù sao bây giờ ta cũng chẳng có việc gì làm. Vậy chúng ta đến đó xem một chút. A cửu cau mày, thản nhiên nói, vừa lúc ta cũng muốn gặp vị cổ thần bà kia. Mấy ngày nay, chỗ nào ta cũng nghe truyền thuyết về bà ta, nhưng người thật thì chưa được gặp. Hồ Hóa Vũ mỉm cười không nói, hiển nhiên không muốn bàn luận về cổ thần bà với người khác. Rất nhanh, Hồ Hóa Vũ đã lái xe đến, chở Hạ Thiên và A Cửu đến đỉnh một ngọn núi gần đó. Hồ gia các ngươi cũng không thiếu tiền nhỉ? A Cửu ngồi trong chiếc xe cũ kỹ, kỳ quái hỏi, tại sao ngươi lại lái chiếc xe đã ngừng sản xuất mấy chục năm trước? Đây là phiên bản giới hạn, được vận chuyển bằng đường hàng không từ châu Âu. Nãi nãi ta rất thích nó. Hồ Hóa Vũ vừa lái xe vừa mỉm cười giải thích, năm đó, khi nãi nãi ta đi du học, bà ấy đã tham gia thiết kế loại xe này. Ồ, trong nháy mắt A Cửu có cảm giác như nghe được văn học Versailles. Cổ tộc chúng ta quả thật rất ít khi rời khỏi Nam Cương, nhưng cũng không có nghĩa là không thể ra ngoài. Hồ Hóa Vũ dường như đoán được A Cửu đang nghi ngờ chuyện gì, lập tức giải thích, phàm tộc nhân cổ tộc muốn rời khỏi Nam Cương, nhất định phải lưu lại cổ bản mệnh trong cơ thể, dùng thân phận bình thường để ra ngoài. Không nhất định, Hạ Thiên nhếch miệng. Cách đây không lâu, ta và Thanh Thanh nhà đầu đã đụng phải ba tên ngu ngốc chơi cổ ở đế đô. Ồ, Hồ Hóa Vũ bỗng cau mày, người có thể nói bọn họ ở đâu? Có đặc điểm gì không? Trong lòng Hạ Thiên để lộ sự không yên, ta chẳng quan tâm bọn họ có đặc điểm gì. Dù sao hơn phân nửa cũng đã chết, nếu không chết cũng chẳng biết đi đâu. Ngươi nói không phải là vạn cổ hối chứ? A Cửu lên tiếng, trước khi đến Sương Nguyệt Đảo. Hạ Thiên từng đề cập đến việc này với nàng, đến bây giờ nàng vẫn còn ấn tượng, đó là công ty chuyên bán cổ trùng. Ông chủ hình như tên Trương Mộ Hạ, còn có một lão đầu họ Vạn nữa. Ta biết rồi, lông mày Hồ Hóa Vũ cao càng chặt hơn, bọn họ là người của Vạn Cổ Hội, cũng là tộc nhân cổ tộc nhưng khác với chúng ta. Chúng ta chủ trương không tiếp xúc với thế tục, phòng ngừa cổ độc làm hại người bình thường, còn bọn họ chủ trương lợi dụng cổ trùng mưu lợi. Thậm chí còn có thể dùng cổ trùng sát hại tính mạng của người khác. Hạ Thiên cười nói, hình như cũng không khác gì âm y môn lúc trước. A Cửu bất mãn chừng Hạ Thiên, ngươi nói cái gì đó. Cửu nha đầu, nàng không cần khẩn trương, ta không nói nàng và vợ y y mà. Hạ Thiên nghiêm túc giải thích, ta nói chính là cái đám âm tiểu tứ, âm tiểu thất. Âm tiểu tứ chính là Ứng Hiểu Nguyệt. A Cửu chậm rãi nói, còn âm tiểu thất không phải bị ngươi xúi dục sao? Hạ Thiên nhếch miệng, điều này không mâu thuẫn với việc âm y môn thích mưu tài sát hại tính mệnh người khác. Tuy nhiên, nếu không nhờ âm y môn, trước kia ta cũng không nhanh như vậy tiến tới với vợ Vân Mạn. Hai, không biết vợ Vân Mạn, còn có các bà vợ khác ở Tiên Vân Đại Lục có nhớ ta hay không? Dừng lại, A Cửu cũng không muốn nghe con hàng này thuật lại tình sử của hắn. Rất nhanh. Xe đã chạy đến đỉnh núi. Ở đó có một biệt thự, từ trên cao nhìn xuống có chút khí phái. Không phải nói cổ tộc đều nằm trong sơn cốc sao? A Cửu bước xuống xe, quan sát xung quanh, lấy làm lạ hỏi, không nghĩ đến lại cao điệu như thế, xây hẳn biệt thự trên đỉnh núi. Ngoài Nam Cương, người biết cổ tộc cũng không nhiều. Hồ Hóa Vũ mỉm cười đưa chìa khóa xe cho một người hầu, sau đó nói với A Cửu, nhưng ở Nam Cương... Thân phận bên ngoài của tộc nhân cổ tộc đều khá hào nhoáng, ví dụ như thân phận bên ngoài của nãi nãi ta là người sáng lập tập đoàn y dược cổ Nguyệt. Bên trong Nguyệt Phương Nguyên có những ai vậy? A Cửu hỏi dò. Hồ Hóa Vũ sừng sốt, dường như không nghĩ đến A Cửu sẽ hỏi điều này, nhưng vẫn mỉm cười đáp, chính là cổ thần bà, đại tế ti và nhóm cổ sư hạch tâm nhất của cổ tộc. A Cửu nói, ta có thể đến đó không? Chỉ cần các ngươi có thể lấy được thành tích ba hạng đầu trong thịnh hội y giới,
các ngươi có thể đến Nguyệt Phương Nguyên nửa tháng. Hồ Hóa Vũ nói, bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối, thật ra ngay cả ta cũng chưa từng đến Nguyệt Phương Nguyên. Nếu hai vị có thể lấy được thành tích, hy vọng có thể dẫn ta đi theo, ta cũng muốn đến đó xem. A Cửu có chút ngoài ý muốn, còn có thể dẫn người vào sao? Ba hạng đầu đều có thể mang từ 3 đến 5 người cùng đi. Hồ Hóa Vũ đáp, sau đó dẫn Hạ Thiên và A Cửu chậm rãi bước vào đại sảnh căn biệt thự. Hạ Thiên bước vào, quan sát xung quanh, đột nhiên hỏi, mỹ nữ mà ngươi nói đâu rồi? Ngươi, A Cửu nổi giận, nhưng rồi lại hết giận. Dù sao tính cách của Hạ Thiên là như thế, muốn đổi cũng không đổi được, nên chậm rãi thích ứng thôi. Ha ha ha, Hồ Hóa Vũ mỉm cười, nháy mắt với Hạ Thiên, Hạ Thiên, ngươi đừng vội. Tuy hôm nay là gia yến, nhưng nãy nãy ta cũng đã mời một số người thân cận với gia tộc, trong đó có hai nhà mang theo tôn nữ bảo bối của bọn họ đến, người nào cũng đều là mỹ nữ. Tốt nhất là mỹ nữ thật sự. Hạ Thiên hoàn toàn không yên tâm với gu thẩm mỹ của Hồ Hóa Vũ, trịnh trọng nói, nếu dung mạo không dễ nhìn, ta nhất định sẽ đánh ngươi một trận. Hồ Hóa Vũ thấy Hạ Thiên nghiêm túc như thế, không khỏi do dự. Sau khi nhìn ánh mắt của Hạ Thiên, hắn ta không thể không cam đoan, yên tâm đi, tuyệt đối là đại mỹ nữ. Nếu không đẹp, ta mặc cho ngươi đánh ba quyền. Vậy thì không cần, Hạ Thiên mỉm cười vỗ vai Hồ Hóa Vũ, không nghiêm trọng như vậy đâu, cũng không cần đánh ba quyền. Hồ Hóa Vũ yên tâm hơn một chút. Chỉ một quyền ta đủ đánh chết ngươi rồi. Hạ Thiên cười ha hả. Hồ Hóa Vũ, hai vị, mời vào phòng khách chờ một lát. Hồ Hóa Vũ đành phải nói sang chuyện khác, ta phải đi thông báo với nãi nãi ta một tiếng. Hồ Nhất Vạn, người dẫn hai vị khách quý đến phòng khách, tuyệt đối không được chậm trễ, có nghe hay không? Một quản gia trẻ tuổi anh Tuấn, dáng người hơi cao, có chút tà mị chậm rãi bước đến, gật đầu đáp vâng, tiểu thiếu gia. Hồ Hóa Vũ giao phó xong, lập tức đi như chạy trốn. Ta là quản gia Hồ Nhất Vạn, hai vị khách quý, mời sang bên này. Hồ quản gia tươi cười, nhưng người dẫn Hạ Thiên và A Cửu đến phòng tiếp khách. Người tên Hồ Nhất Vạn, Hạ Thiên nhìn chằm chằm vị Hồ quản gia mấy lần, nhịn không được liền hỏi. Hồ quản gia nhẹ gật đầu, không sai, tiểu nhân tên Hồ Nhất Vạn, không biết khách nhân có nghi hoặc gì sao? Nhất Vạn thì có sức gì chứ? Hạ Thiên cười nói, tại sao ngươi không tên Hồ Bách Ức? Ít nhất cũng là Bách Vạn. Hồ quản gia ngẩn người, sau đó cười nói, khách nhân nói quá rồi, ta chỉ là một quản gia nho nhỏ, danh tự là do lão thái thái đặt, ta không dám đổi loạn. Hạ Thiên nói, tên không dám đổi loạn, thế tại sao ngươi lại dám giả mạo người kia? Hồ quản gia nhìn Hạ Thiên, khó hiểu hỏi, vị khách quý này, ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Hắn ta có vấn đề à? A Cửu biết Hạ Thiên xưa nay không bao giờ nói đùa những chuyện như thế này, không khỏi cảnh giác, chẳng lẽ hắn ta không phải quản gia ở đây. Hồ quản gia hơi có chút tức giận, trịnh trọng nói, Hồ Nhất Vạn ta sinh ra ở đây, từ nhỏ đã lớn lên ở Hồ gia. Tổ phụ, cha của ta đều là quản gia của Hồ gia, vì sao hai vị khách nhân lại ngờ vực vô căn cứ thân phận của ta? Ta không ngờ vực vô căn cứ thân phận của ngươi, Hạ Thiên cười nói. A Cửu sửng sốt. Hỏi Hạ Thiên, ngươi làm cái gì quỷ gì thế? Vừa nãy ngươi còn nói hắn ta là giả mạo mà. Đúng, hắn ta chính là giả mạo. Hạ Thiên nói, nhưng ta không có nói hắn ta giả mạo thân phận quản gia. Lại còn giấu giấu giếm giếm. A Cửu hơi tức giận, ngươi nói chuyện có thể nói rõ ràng không? Hạ Thiên kỳ quái nhìn A Cửu, ta nói rất rõ ràng. Cửu nha đầu, chính là nàng nghe không rõ ràng ta nói đấy. Được rồi. Ta cũng lười biết rõ. A Cửu khoát tay, quản gia này có phải giả mạo hay không cũng chẳng liên quan đến chúng ta, mặc kệ hắn ta. Nàng nói đúng đấy, Hạ Thiên gật đầu, sau đó quay sang nói với Hồ quản gia, ngươi có nghe lời Cửu nha đầu nói không? Ngươi giả mạo hay không giả mạo, rốt cuộc muốn làm gì đó là chuyện của ngươi, chúng ta không có hứng thú. Cho nên, tốt nhất đừng nên lôi chúng ta vào, nếu không, chúng ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Hồ quản gia vẫn khó hiểu như cũ, không biết đầu óc hai vị khách này bị bệnh gì. Nhưng hắn ta vẫn giữ lễ phép cơ bản, mỉm cười ứng phó, được rồi, ta đã biết, hai vị khách nhân, mời vào. Cửa phòng khách được đẩy ra, bên trong đã có ba người. Một nam hai nữ,
nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, hẳn là công tử tiểu thư nào đó, bởi vì trên mặt bọn họ nhìn không ra mùi khói lửa, ngược lại còn có ngạo khí bẩm sinh. Ba người này hình như đang cãi nhau, một nam và một nữ lớn tuổi hơn không ngừng nói cái gì đó, thiếu nữ mặc quần jean tuổi nhỏ hơn vẫn không hề có biểu cảm, cũng chẳng quan tâm. Tiểu muội, người suy nghĩ kỹ chưa, ta và ngươi mới là anh em cùng một mẹ sinh ra, tiểu tử kia là con của tiện tỳ, có tư cách gì tranh với chúng ta? Bây giờ nãi nãi già rồi nên hồ đồ, mới coi trọng tên tiểu tử đó. Về sau, gia nghiệp sớm muộn gì cũng là của chúng ta. Chỉ cần ngươi gật đầu, hôm nay chúng ta cùng nhau lên tiếng, đảm bảo lão thái thái sẽ đồng ý. Đến lúc đó, chúng ta chia 37, ngươi nói một câu được không? Thiếu nữ mặc quần jean một câu cũng không nói, chuyển hướng nhìn ra cửa. Lúc này, vừa lúc hồ quản gia dẫn Hạ Thiên và A Cửu vào, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Hồ Nhất Phản, chuyện gì xảy ra vậy? Nữ nhân tóc ngắn mặc váy ôm mông cau mày, bất mãn hỏi, nãi nãi nói hôm nay là gia yến, người dẫn người ngoài vào làm gì? Nam nhân trẻ tuổi khoanh tay cười lạnh, trêu chọc tiểu hồ quản gia, không phải ngươi nhận tiền của bọn họ chứ? Hai vị này là khách quý do tiểu thiếu gia dẫn đến. Hồ quản gia vội vàng giải thích. Ồ, lại là tên ngu xuẩn Hồ Hóa Vũ. Ánh mắt nam nhân trẻ tuổi lộ ra sự tức giận, quan sát Hạ Thiên và A Cửu một chút, lạnh giọng nói, bằng hữu của tiện trùng, quả nhiên cũng chỉ là hàng bất nhập lưu. A Cửu nghe xong, cảm thấy khó chịu, phản bác lại, người mắng ai bất nhập lưu vậy? Ta thấy người mới là bất nhập lưu đấy, một chút giáo dưỡng cũng không có. Tiện nhân ngươi nói cái gì? Nam nhân trẻ tuổi nổi giận, hung hăng trừng mắt với A Cửu, có gan thì ngươi lặp lại lần nữa đi. Ngươi dám dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với ta, ngươi muốn chết đúng không? Hạ Thiên liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi, ngươi mới là muốn chết đấy. Ngươi mắng Cửu nha đầu một câu nữa đi, ta tiễn ngươi lên đường ngay. Con mẹ nó, ngươi là cái thứ gì? Ở đây có phần cho ngươi lên tiếng sao? Thiếu niên trẻ tuổi giận tím mặt. Chỉ tay vào Hạ Thiên mà mắng, cho dù Hồ Hóa Vũ đứng trước mặt lão tử cũng không dám nói như vậy, ngươi nhìn qua cũng chỉ là con chó của hắn ta mà thôi. Ngươi còn dám chừng ta, muốn đánh ta sao? Lão tử cho ngươi cơ hội, có ngon thì đụng đến ta một chút thử xem. Ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Hạ Thiên cũng không nuông chiều, một cước đạp bay. Cả người gã nam nhân trẻ tuổi như đạn pháo, dừng lại vài giây, lập tức trượt xuống đất, trực tiếp bất tỉnh nhân sự. A Cửu ôm chán, quả nhiên không hổ là thiên vương chuyên gây phiền toái, vừa vào cửa chưa đến một phút, ngay cả người còn không biết đã đánh ngã người ta. Khả năng kết thù của hắn có thể nói là đệ nhất thiên hạ. Chồng, nữ nhân tóc ngắn kinh ngạc xong, rất nhanh lấy lại tinh thần, vọt đến trước mặt nam nhân trẻ tuổi, chàng không sao chứ? Chồng ơi, nam nhân trẻ tuổi cũng không trả lời, cả người giặt dẹo giống như một đống bùn nhão. Dám ra tay với chồng của ta, các ngươi chán sống rồi đúng không? Nữ nhân tóc ngắn thấy thảm trạng của chồng mình, oán giận đan xen, hô lớn với hồ quản gia, mau gọi bảo vệ đến đây, bắt bọn họ lại cho ta. Không mài chết bọn họ, Trương Lệ Nhã ta sẽ viết ngược tên của mình. Tên của ngươi đảo lại hay không đảo lại thì liên quan gì đến ta? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta đã cảnh cáo hắn ta, chính hắn ta muốn ăn đòn. Ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn hắn ta. Nữ nhân tóc ngắn bị Hạ Thiên chọc tức đến toàn thân phát run. Nàng ta quát lớn, Hồ Nhất Phản, người chết rồi sao? Chồng ta bị hắn đánh, người còn không bắt hắn lại cho ta. Cái này, Hồ quản gia có chút khó xử. Hai người này là khách quý do đích thân Hồ Hóa Vũ dẫn vào, nhưng nam nhân bị Hạ Thiên đạp bay là anh trai của Hồ Hóa Vũ, nữ nhân này là chị dâu. Người nào hắn ta cũng không đắc tội nổi. Nữ nhân tóc ngắn thấy hồ quản gia do dự, tức đến mức ngực lớn hơn vài vòng. Nàng ta chỉ tay vào hồ quản gia, được, ngươi không gọi người đúng không, để ta gọi. Đến lúc đó, ta thu thập ngươi luôn một chỗ. Nói xong, nàng ta đẩy cửa sổ ló đầu ra bên ngoài hô to, bảo vệ đâu, vệ sĩ đâu. Tất cả chết hết rồi sao? Mau tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Không bao lâu sau. Mấy vị vệ sĩ thân cao mã đại vội vàng chạy đến chờ chỉ thị. Đội trưởng đội vệ sĩ hơi khom người trước nữ nhân tóc ngắn, đại thiếu nãi nãi, không biết có gì phân phó. Hồ đội trưởng, người đến vừa lúc lắm.
hai người kia không rõ lai lịch, hơn nữa còn ra tay đánh ngất xỉu chồng của ta. Nữ nhân tóc ngắn khoanh tay trừng mắt nhìn Hạ Thiên và A Cửu, thái độ vinh mặt hất hàm sai khiến, người mau bắt bọn họ lại cho ta, nhốt vào địa lao. Ta nhất định phải thẩm vấn bọn họ có phải được người ta sai khiến, cố tình làm như thế hay không? Rõ. Hồ đội trưởng lập tức gật đầu, ngoắc tay với anh em sau lưng, bao vây Hạ Thiên và A Cửu lại. Khoan đã, Hồ ca, bọn họ là do tiểu thiếu gia đích thân dẫn đến. Hồ quản gia vội vàng tiến lên ngăn lại, nhỏ giọng nhắc nhở, cho dù muốn bắt, cũng phải hỏi ý kiến của tiểu thiếu gia một chút. Hắn đánh chồng của ta thành như vậy, muốn bắt hắn còn phải hỏi ý kiến của Hồ Hóa Vũ. Nữ nhân tóc ngắn bật cười, chỉ tay vào Hồ quản gia, Hồ Nhất Vạn, cánh tay và khuỷu tay của ngươi đã nghiêng về hướng tiểu tử kia đúng không? Hắn ta cho ngươi chỗ tốt gì? Hồ quản gia lắc đầu liên tục, ta không phải, ta không có. Vậy thì cút sang một bên, nữ nhân tóc ngắn quát một tiếng, nói với Hồ đội trưởng, mau mang bọn họ đi. Ai dám ngăn cản, đánh bọn họ cho ta. Mấy tên cận vệ nghe xong, lập tức có sức mạnh hơn, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên và A Cửu, hai vị nên ngoan ngoãn đi theo ta, hay là muốn nếm chút khổ sở. Nơi này rất tốt, tại sao lại phải đi? Hạ Thiên mỉm cười bước đến trước sofa, ôm A Cửu ung dung ngồi xuống. Vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Hồ đội trưởng cảm thấy hắn ta tiên lễ hậu binh đã đủ nể mặt lắm rồi. Hạ Thiên cười nói, không cần khách sáo, ta và Cửu Nha đầu an vị ở đây. Có thể chạm đến bọn ta, coi như ngươi thắng, ta lập tức đi với các ngươi ngay. Đó là do ngươi tự tìm. Hồ đội trưởng lập tức chộp tay về phía Hạ Thiên, nhưng vừa mới duỗi tay, cả người liền cứng đờ, hoàn toàn không thể động đậy. Hồ Thất, ngươi dám ra tay với bạn của ta, ngươi muốn chết à? Lúc này, Hồ Hóa Vũ chậm rãi bước vào phòng khách, lạnh giọng nói, ta vừa mới rời khỏi có mấy phút, ngươi đã dám bất kính với bạn của ta như thế. Xem ra, ngươi không để tiểu thiếu gia ta vào mắt. Hay là chị dâu có ý kiến với ta? Khi nữ nhân tóc ngắn nhìn thấy Hồ Hóa Vũ, ánh mắt hiện lên khiếp ý, nhưng rất nhanh lại cường ngạnh trở lại, ngươi không nhìn thấy người ngươi dẫn đến là người nào sao? Vừa vào cửa đã đánh đại ca ngươi thành như thế, chẳng lẽ bọn họ không nên bị trừng phạt một phen? Đương nhiên không nên rồi. Hồ Hóa Vũ lạnh giọng nói, bởi vì bọn họ là bạn của ta. Ta ở đây, ai dám động đến bọn họ? Ngươi, nữ nhân tóc ngắn một lần nữa tức đến toàn thân phát run, Hồ Hóa Vũ, ngươi đừng quá khoa trương. Đại ca ngươi cũng họ Hồ, hơn nữa còn do phu nhân chính phòng của cha ngươi sinh ra. Chẳng lẽ chàng bị đánh? Ngươi làm em trai cũng không tỏ thái độ gì sao? Đương nhiên phải tỏ thái độ rồi. Hồ Hóa Vũ cung kính chắp tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên, cảm ơn ngươi đã thay ta dạy dỗ tên bại gia tử này. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Hồ Hóa Vũ, ngươi, nữ nhân tóc ngắn hiển nhiên không nói lại Hồ Hóa Vũ, huyết áp tăng vọt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Hồ Hóa Vũ khoát tay nói với Hồ đội trưởng, mau đưa đại ca và đại tẩu ta đến bệnh viện. Đừng để người ta nói ta là em trai mà không quan tâm bọn họ. Rõ, Hồ đội trưởng phát hiện lúc này hắn ta mới có thể hoạt động lại, nhất thời không rõ vừa rồi rốt cuộc là ai đã định trụ hắn ta. Chỉ là ý sợ đã sinh, hắn ta lập tức cùng với thuộc hạ mang hai người kia đi. Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Thiên, A Cửu, Hồ Hóa Vũ và thiếu nữ mặc quần jean nãy giờ không lên tiếng. Xin giới thiệu một chút. Đây là em gái ta Hồ Xuân Vũ, năm nay mới 16 tuổi. Hồ Hóa Vũ cũng đuổi Hồ quản gia đi luôn, sau đó mỉm cười giới thiệu thiếu nữ mặc quần jean với Hạ Thiên và A Cửu, em gái, vị này là Hạ Thiên và Cửu cô nương, tất cả đều là bác sĩ. Nhất là Hạ Thiên, hắn còn là thần y đương thời. Bệnh của ngươi, hắn nhất định có thể giúp ngươi chữa khỏi. Hạ Thiên hờ hững nói, ta cũng không nói sẽ chữa bệnh cho nàng ta mà. Hạ Thiên, thật ra đây cũng là một trong những nguyên nhân nãi nãi chúng ta mời ngươi đến. Hồ Hóa Vũ hơi ngượng ngùng nói, trước đó, chúng ta sợ ngươi không đồng ý, cho nên mới không nói rõ với ngươi. Thiếu nữ mặc quần jean bỗng quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Thiên, một lúc lâu sau mới nói, ngươi cũng không phải người. Ngươi mới không phải là người. Hạ Thiên nhếch miệng. Ngươi tức giận với một đứa bé làm gì? A Cửu tưởng Hạ Thiên tức giận, vội vàng trấn an Hồ Xuân Vũ, thật ngại quá. Tính tình của hắn chính là như vậy, không làm ngươi sợ chứ.
Không sao, Hồ Xuân Vũ yên lặng nhìn A Cửu, sau đó nói, tỷ tỷ, trên người ngươi không có chọc khí của người, vì sao thế? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải người sao? A Cửu ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy cô bé này có phải IQ hơi thấp hay không, khi nói chuyện quá thẳng, há miệng một cái là nói người khác không phải người. Nhưng rất nhanh A Cửu đã hiểu ra, cô bé này hẳn có một loại năng lực đặc biệt có thể cảm nhận được khí tức trên người người khác. Hạ Thiên và nàng đều là tu tiên giả, đã sớm tẩy tủy phạt cốt, trong ngoài cơ thể đã trở nên trong suốt sạch sẽ. Xét từ ý nghĩa này mà nói xác thực không tính là người. Ha ha, tỷ tỷ đương nhiên là người. A Cửu mỉm cười giải thích, nhưng chỉ là tẩy tủy phạt cốt, thoát khỏi chút ô uế mà thôi. Thì ra là thế, Hồ Xuân Vũ cái hiểu cái không, bỗng nhiên cười nói, vậy ta cũng có thể tẩy tủy phạt cốt không? Ngươi có ý kiến gì không? A Cửu không khỏi quay sang nhìn Hạ Thiên. Việc này chỉ có hắn mới có thể làm được, tất nhiên phải trưng cầu sự đồng ý của hắn. Hồ Hóa Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng, Hạ Thiên, thật ra ta từ chỗ nhị sư phụ của ngươi biết được châm pháp của ngươi có thể giúp người ta tẩy tủy phạt cốt, không biết ngươi có thể giúp em gái của ta không? Không thể, Hạ Thiên quả quyết từ chối. Hồ Hóa Vũ ngạc nhiên hỏi, vì sao thế? Có phải có chuyện gì khó xử hay là? Tất cả đều không phải. Hạ Thiên lười biếng nói, em gái của ngươi không cần tẩy tủy phạt cốt, cũng không cần trị liệu, bởi vì nàng ta hoàn toàn không có bệnh. Điều này, Hồ Hóa Vũ ngẩn người. Hắn ta đã nghĩ đến trăm ngàn câu trả lời, nhưng thật sự không nghĩ đến Hạ Thiên sẽ nói như vậy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Quả nhiên là lang băm. Lúc này, lại có hai người chậm rãi bước vào phòng khách, trong đó có một lão giả thấp lùn khinh thường quát mắng, bệnh tình của Hồ Tiểu Thư. Gần như người nào ở Nam Cương cũng biết. Không ít danh y đương thời đều khám bệnh cho cô bé. Ngươi nói cô bé không có bệnh, chẳng lẽ ngươi muốn nói những danh y kia đều nhìn lầm, còn ngươi thì đúng. Đúng vậy, biểu hiện của Hạ Thiên vẫn vân đạm phong khinh, nàng ta vốn không có bệnh, chữa bệnh gì chứ? Trị bệnh cho nàng ta chỉ toàn là một đám ngu ngốc. Ngươi chỉ biết thả giám chó. Lão giả thấp lùn hừ lạnh một tiếng, giơ quải trượng trong tay lên. Y giới có loại lưu manh bất học vô thuật như ngươi, cho nên mới càng lúc càng suy thoái. Ngươi còn mặt mũi nào mà phát ngôn bừa bãi ở đây? Hạ Thiên khó chịu chừng lão giả một chút, này, lão giả lùn, ngươi là ai thế? Ngươi quá vô lễ rồi. Lão giả thấp lùn giận tím mặt, không muốn nói chuyện với Hạ Thiên nữa. Nam nhân trẻ tuổi đi theo bên cạnh lão giả thấp lùn lại càng giận dữ không thôi. Hắn ta chỉ tay vào Hạ Thiên. Gia gia của ta là một trong tứ đại danh y Nam Cương, có danh xưng là Thảo Y Chi Vương Tào Trị Bản. Chưa từng nghe nói qua. Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, ta chẳng quan tâm ngươi chỉ phần ngọn hay chỉ tận gốc, ngay cả việc nàng ta không có bệnh cũng không nhìn ra được, ngươi mới thật sự là lang băm đấy. Tào Trị Bản nổi giận đùng đùng, quay sang nhìn Hồ Hóa Vũ, tiểu Hồ công tử, ngươi mời lão phu đến, chẳng lẽ muốn cho người này làm nhục ta trước mặt mọi người sao? Hiển nhiên không phải rồi. Hồ Hóa Vũ áy náy cười khẽ, chậm rãi nói, nãi nãi bảo ta mời ngài đến, vãn bối làm sao dám lãnh đạm. Chỉ là y đạo bác đại tinh thâm, nếu ý kiến của mọi người không đồng nhất, trước tiên bất luận đúng sai, cùng nhau luận bàn đi. Tào Trị Bản lại càng thêm giận dữ, chợt quát lên, hắn tính là thứ gì chứ? Hắn có tư cách gì luận bàn với lão phu? Đúng vậy, Hồ Hóa Vũ. Người đã mời gia gia của ta thì không nên mời y sư khác. Nam nhân trẻ tuổi căm tức nhìn Hồ Hóa Vũ, hùng hổ dọa người, người khinh thường y vương đường chúng ta. Tự dưng bảo một tên tiểu tử hỉ mũi còn chưa sạch đấu với gia gia ta, không phải muốn mượn gia gia ta để thành danh chứ. A Cửu nghe xong, không khỏi bật cười. Lần đầu tiên nàng nghe có người nói như thế, Hạ Thiên cần mượn người khác thành danh sao? Ngươi nói sai rồi, Hồ Hóa Vũ nghiêm túc giải thích. Vị này là thần y Hạ Thiên, là đệ tử của quỷ y Trương Minh Đà, cũng là người sáng lập tập đoàn thần y, còn là... Không đợi Hồ Hóa Vũ nói xong, hai mắt Tào Trị Bản bỗng dưng ngưng lại, lộ ra sát khí nghiêm nghị, ngươi chính là Hạ Thiên. Sư phụ của ngươi là Trương Minh Đà. Đúng, ta chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên cười nói, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Trương Minh Đà là đại sư phụ của ta, nếu ngươi có thủ với ông ấy. Ngươi có thể đến Trung Nam Sơn tìm ông ấy, đừng kiếm chuyện với ta,
bởi vì ta sẽ đánh chết ngươi đấy. Quả nhiên ngươi và sư phụ của ngươi là cá mè một lứa. Tào Trị Bản nghiến răng nghiến lợi nói, 40 năm trước, em trai ta chết trong tay Trương Minh Đà. Hôm nay ngươi gặp phải ta, đó chính là bất hạnh của ngươi. Hồ Hóa Vũ cảm thấy không ổn, lập tức nhắc nhở, Tào Gia Gia, ngươi bình tĩnh lại. Hạ Thiên là khách nhân mà nãi nãi ta cố ý dặn dò mời đến. Được, Tào Trị Bản bỗng nhiên thở phào, lãnh mâu chuyển sang Hồ Hóa Vũ, hôm nay lão phu nể mặt Hồ Lão Thái Thái, không giết hắn ở đây, nhưng ngươi nhất định phải đuổi hắn đi. Hồ Hóa Vũ hơi khó xử, cái này chỉ sợ không được. Hồ Hóa Vũ, ngươi nói vậy là có ý gì? Nam nhân trẻ tuổi kêu lên, người này là cừu nhân giết em trai của Gia Gia ta, không giết hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi. Ngươi đừng để mình phải mất mặt, tiểu tử này muốn ở đây, ta và Gia Gia ta sẽ quay về sau không đến xem bệnh cho người nhà họ Hồ các ngươi nữa. Tào Trị Bản cũng tỏ thái độ, tiểu Hồ công tử, ta cảnh cáo trước, ban đầu lão phu bận rộn nhiều việc không rảnh đến cổ địa, là nãi nãi của ngươi đích thân gọi điện thoại mời ta đến. Tóm lại, hôm nay có ta thì không có hắn thì không có ta, người suy nghĩ cho thật kỹ đi. Được rồi, Hồ Hóa Vũ thở dài, quay đầu lại, áy náy nói với Hạ Thiên, thật ngại quá, tự dưng lại để ngươi chịu ủy khuất như thế. Được, chúng ta đi. A Cửu thở dài, lần này thật đúng không thể trách được Hạ Thiên, bởi vì đại sư phụ của hắn gây thù, cũng không phải chuyện của hắn. Nàng cũng không trách Hồ Hóa Vũ. Hắn ta làm như thế cũng có thể thông cảm. Hồ Hóa Vũ thấy A Cửu định kéo Hạ Thiên đi, vội vàng tiến lên ngăn cản, Cửu cô nương, người đừng vội. Ta cũng không nói đuổi các ngươi đi mà. Sao, A Cửu không khỏi ngẩn người, không biết Hồ Hóa Vũ muốn làm gì. Ta muốn xin lỗi hai người, chẳng qua ta cảm thấy hơi áy náy. Hồ Hóa Vũ ngượng ngùng giải thích, đã mời hai người đến, cơm còn chưa được ăn đã phải chịu hai lần uất ức. Ta thật sự cảm thấy rất ngại. A Cửu ngạc nhiên hỏi, cho nên ngươi. Cho nên ta muốn mời Tào Gia Gia, còn có Tào công tử quay về. Hồ Hóa Vũ mỉm cười, sau đó nghiêm túc nói, hôm nay khả năng không cách nào tiếp đãi hai người rồi. Nam nhân trẻ tuổi trừng mắt nhìn Hồ Hóa Vũ, họ Hồ kia, ngươi nói vậy là có ý gì? Tiểu Hồ công tử, ngươi có biết mình đang làm gì không? Tào Trị Bản hơi nheo mắt, đáy mắt hiện lên sự không hài lòng. Vì loại người này mà đắc tội Y Vương Đường chúng ta, đáng giá không? Hồ Hóa Vũ mỉm cười đáp, có đáng hay không, điều này ai biết được. Người tốt nhất nên suy nghĩ cho thông suốt, Tào Trị Bản lạnh lùng nói, bắt đầu từ 60 năm trước, Vương Y Đường chúng ta đã có quan hệ tốt với Hồ Gia các ngươi, cho nên chúng ta thường xuyên xem bệnh miễn phí cho Hồ Gia. Các ngươi bởi vì một tên dã y như thế mà chịu đánh mất giao tình lâu năm. Miễn phí xem bệnh. Hồ Hóa Vũ bật cười, Tào Gia Gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mấy năm qua, người dựa vào Hồ Gia chúng ta mò được không ít chỗ tốt, người có cần ta nói ra từng chuyện không? Tào Trị Bản hoàn toàn bị chọc giận, chỉ vào Hồ Hóa Vũ, người dám sỉ nhục lão phu như thế, để lão phu cho người biết lợi hại. Nói xong, ông ta quay lại nói với nam nhân trẻ tuổi sau lưng, Lương Nhi, lấy thiên thảo di tâm tán trong túi ra đây. Nam nhân trẻ tuổi lập tức lấy một cái bình ngọc từ trong túi ra, đưa tới. Loại thuốc này lão phu đặc biệt nghiên cứu và điều chế cho Hồ Lão Thái Thái và Hồ Tiểu Thư. Giọng nói cả Tào Trị Bản cũng trở nên âm trầm, mặc dù lão phu chưa thể chẩn đoán Hồ Tiểu Thư bị bệnh gì nhưng có thể làm giảm triệu chứng tạng phủ quặn đau của nàng ấy. Ta hỏi ngươi lại một lần nữa, ngươi chọn lão phu hay là chọn tiểu dã y phát ngôn bừa bãi kia? Lúc này, Hồ Hóa Vũ thật sự có chút do dự. Từ nhỏ, Hồ Xuân Vũ đã mắc quái bệnh, lục phủ ngũ tạng thỉnh thoảng quặn đau, khiến cho con bé đau đớn không chịu nổi. Mặc dù hắn ta và Hồ Xuân Vũ không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng hắn ta thật sự rất thương yêu đứa em gái này. Cho dù không thể trị tận gốc quái bệnh, có thể làm giảm đau đớn cũng tốt mà. Ngươi có ngửi được mùi hương là lạ không? A Cửu ngửi được một mùi lạ trong không khí, lập tức hỏi Hạ Thiên, hình như là phát ra từ cái bình đó thì phải. Không có, Hạ Thiên liếc nhìn qua cái bình, cười nói, Cửu nha đầu, trong cái bình kia nói không chừng là bột giặt thì có. Tào Trị Bản hừ nhẹ một tiếng, quát lớn, lão phu cho ngươi thêm 10 giây, nếu ngươi còn không quyết định, lão phu sẽ đổ bình thuốc này,
về sau sẽ không nghiên cứu chế tạo nữa. Hồ Hóa Vũ cau mày, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Được rồi, lão phu hiểu rồi. Tào Trị Bản mở cái bình ra, nếu Hồ gia các ngươi tuyệt tình như vậy, bình thuốc này không cần phải giữ lại. Nói xong, ông ta nghiêng cái bình, chỉ thấy thuốc bột nhỏ vụn theo gió tiêu tán. Trong không khí, mùi hương quỷ dị kia lại càng thêm nồng nặc. Khoan đã, Hồ Hóa Vũ cuối cùng vẫn do dự, có gì thì thương lượng lại, ngươi đừng vội. Không có gì phải thương lượng cả, Tào Trị Bản nói, nơi này có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta, ta đã nói rất rõ ràng. 3 giây cuối cùng, nếu ngươi còn không quyết định, bình thuốc này sẽ không còn nữa. Đến lúc đó, Hồ Lão Thái Thái, còn có Hồ Tiểu Thư phát bệnh, xem như không có thuốc gì để uống nữa. Một âm thanh lãnh khốc từ gian ngoài truyền vào, rõ ràng là nhằm vào Hạ Thiên và A Cửu, người đâu, khiêng hai người kia ra ngoài cho ta. Chỉ thấy hai người áo đỏ lập tức nhào về phía Hạ Thiên và A Cửu. Hồ Hóa Vũ bỗng nhiên vọt đến trước mặt Hạ Thiên và A Cửu, đưa tay ngăn hai người áo đỏ lại. Hồ Hóa Vũ, ngươi muốn làm gì? Một nữ nhân phong vận vẫn còn xinh đẹp vội vã giống to với Hồ Hóa Vũ, ngươi muốn tạo phản sao? Hồ Hóa Vũ nhìn nữ nhân này một chút, vô cùng khách sáo, thưa di nương, Hạ Thiên và A Cửu là khách mà nãi nãi cố ý mời đến. Trước khi bà chưa lên tiếng, ai cũng không thể bất kính đối với bọn họ. Ngươi đừng gọi ta là di nương, mẹ ngươi mới là di nương đấy. Ta là nữ nhân cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Nữ nhân xinh đẹp bất mãn trừng mắt nhìn Hồ Hóa Vũ, ngươi nói giống như Tào lão tiên sinh cũng không phải lão thái thái mời đến vậy. Tào Trị Bản hợp thời nói, Hồ phu nhân, ngươi đến đúng lúc lắm, vừa lúc ngươi nói một câu công bằng cho lão phu đi. Phân xử thì được. Nhưng Tào lão tiên sinh cũng nên cất kỹ thuốc trước, nếu chẳng may đổ hết, vậy thì lãng phí quá. Mắt Hồ phu nhân nhìn chằm chằm bình thuốc, vô cùng lo lắng, con gái của ta, còn có lão thái thái, tất cả đều phải nhờ vào thuốc này kéo dài tính mạng. Mấy năm qua, Tào mỗ vẫn thay Hồ gia các ngươi xem bệnh, chưa từng thu một đồng tiền bệnh phí, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tào Trị Bản nói, mắt hơi nheo lại nhìn Hồ Hóa Vũ. Nhưng bây giờ Hồ gia các ngươi lại có người vì hai người ngoài mà muốn đuổi lão phu đi, không biết Hồ phu nhân có thể giải thích một chút tại sao không? Hồ Hóa Vũ, ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau xin lỗi Tào lão tiên sinh, sau đó đáp ứng yêu cầu của ông ấy. Mắt phượng Hồ phu nhân chừng một cái, khắp gương mặt chỉ toàn là sự cay nghiệt, ngươi hại con trai ta còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn con gái ta đau chết sao? Ngươi vì tài sản, không khỏi quá ngoan độc rồi. Hồ Xuân Vũ nghe xong, vội vàng nói với Hồ phu nhân, mẹ, Tam ca không có ý này. Ngươi còn giúp nó nói chuyện. Hồ phu nhân tức giận đánh Hồ Xuân Vũ một cái, vừa rồi ta nhận được điện thoại của Lệ Nhã, ca của ngươi bị hắn đánh gần chết, tại sao ngươi không ngăn cản? Đó là đại ca tự tìm. Hồ Xuân Vũ lạnh nhạt nói. Cái con bé này, ngươi có biết cái gọi là thân sơ xa gần không? Ta sẽ đánh chết cái thứ ăn cây táo rào cây sung ngươi. Nữ nhân trung niên tức giận đến mức muốn đánh Hồ Xuân Vũ lần nữa nhưng đã bị A Cửu cản lại. Hồ phu nhân hung hăng trừng mắt với A Cửu, ngươi tính là cái gì mà dám quản chuyện của nhà ta? Chẳng ai muốn quản chuyện nhà ngươi cả. A Cửu thản nhiên nói, nhưng tiểu cô nương này không làm sai chuyện gì, ngươi đánh cô bé ấy là không đúng. Hồ phu nhân cưỡng từ đoạt lý, nó là con gái của ta, là da thịt từ trên người ta rơi xuống. Ta muốn đánh thì đánh. Muốn chửi thì chửi, liên quan gì đến ngươi? Ngươi nói vậy không đúng. Hạ Thiên bỗng nhiên cắt ngang lời Hồ phu nhân, cô bé đúng là con gái của ngươi nhưng không phải da thịt từ trên người ngươi rơi xuống. Ngươi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Biểu hiện Hồ phu nhân có chút bối rối, lập tức chuyển chủ đề, tóm lại, thức thời thì các ngươi nên rời đi, đừng để bị mất mặt. A Cửu ngồi xuống, cười nói, ban đầu ta muốn đi. Nhưng bây giờ ta không muốn đi nữa. Nói thật, ta vẫn muốn gặp Hồ lão thái thái. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Cho ngươi thể diện mà ngươi không cần. Hồ phu nhân nộ khí trùng thiên chỉ vào A Cửu mà mắng, ngươi còn không ra ngoài thì đừng trách ta không khách sáo. Hạ Thiên khó chịu nói, ngươi không khách sáo với Cửu nha đầu, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Con trai ngu ngốc của ngươi chính là tấm gương. Con trai của ta là do ngươi đánh. Hồ phu nhân mở to mắt, oán hận nhìn Hạ Thiên.
Hồ Hóa Vũ một lần nữa đứng ra hòa giải, đại ca là ta đánh. Nếu Di Nương có thù hận gì, về sau có thể tìm ta, không liên quan gì đến Hạ Thiên và cửu cô nương cả. Các ngươi nói nhảm xong chưa? Tào Trị Bản thấy mình và cháu trai không ai để ý, tức giận đến gan mơ hồ có cảm giác đau, lão phu không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi. Ta hỏi lại lần cuối, Hồ gia các ngươi lựa chọn tiếp tục giao hảo với Tào gia hay là lựa chọn hai người kia? Tào lão tiên sinh ngươi đừng nóng giận, để hai người kia cho ta xử lý. Hồ phu nhân mỉm cười nói lời xin lỗi Tào Trị Bản, ánh mắt quay sang nhìn Hạ Thiên và A Cửu, khoanh tay quát lạnh, ta mặc kệ các ngươi có ý gì, tóm lại Hồ gia không chào đón các ngươi. Hồ Hóa Vũ không khỏi cau mày, Di Nương, ngươi không nghe thấy lời của ta nói vừa nãy sao? Vậy lời của ta, ngươi cũng không nghe rõ à? Hồ phu nhân căm tức nhìn Hồ Hóa Vũ, hiện tại Hồ gia còn chưa đến lúc ngươi làm chủ, chỗ lão thái thái để ta nói. Bây giờ, ngươi ngay lập tức bảo hai người này biến ra ngoài. Hồ Hóa Vũ nhắc nhở lần nữa, bọn họ là khách của nãi nãi. Di Nương, ngươi đừng để ta khó xử, nếu không, sẽ rất phiền phức. Hôm nay, lão nương chính là để ngươi khó xử đấy. Hồ phu nhân một chút cũng không nhượng bộ, quát lớn với đám người áo đỏ, đánh gãy tay chân hai người này, sau đó ném xuống núi. Đám người áo đỏ này là cận vệ cao cấp do nhà mẹ đẻ bà ta bồi dưỡng ra, nghe được mệnh lệnh của bà ta, tất nhiên sẽ lập tức chấp hành. Khoan đã, Hồ Hóa Vũ quát lạnh, ai dám loạn động, ta sẽ chặt tay chân của người đó. Người áo đỏ hoàn toàn không phản ứng Hồ Hóa Vũ, muốn vượt qua hắn ta chạy về phía Hạ Thiên và A Cửu. Hồ phu nhân cười lạnh, gương mặt toàn là sự mỉa mai, bọn họ là cận vệ của ta, làm sao có thể nghe ngươi được. Sau đó quay sang khinh bỉ nhìn A Cửu, bà ta cho rằng Hồ Hóa Vũ dẫn một nữ nhân xinh đẹp như vậy đến nhà, tuyệt đối không có ý tốt, liền mắng to, mặc kệ các ngươi có chỗ dựa là ai, hôm nay ta sẽ phế bỏ các ngươi. Xả giận thay cho con trai ta. Nghe thú vị đấy. Ban đầu, A Cửu còn muốn rời đi, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, lại còn bị người ta nhằm vào. Nhưng nghe nữ nhân này nói xong, nàng lại không muốn đi nữa. Vậy ngươi thử một chút xem sao. Bành, bành, bành. Chỉ một cái đối mặt, đám người mặc áo đỏ bị A Cửu đá giống như đá đống cát, tất cả đều ngã sóng xoài bên ngoài phòng, sau đó lăn xuống núi. Chết thì chắc chắn không chết, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không về được. Ngươi, Hồ phu nhân có chút ngoài ý muốn nhìn A Cửu, thì ra là có công phu, khó trách lại khí diễm phách lối như thế. Nhưng dám ra tay ở Hồ gia, ngươi cũng chán sống rồi. A, à, trong lúc Hồ phu nhân dự định đích thân ra tay, Hồ Xuân Vũ đột nhiên ôm ngực hét thảm, gương mặt chỉ toàn là sự đau đớn, mũi và miệng đều rướm máu. Quái bệnh phát tác rồi. Tào Trị Bản liếc qua, lạnh lùng nói, thuốc trong bình cũng không còn nhiều. Hồ phu nhân, tiểu Hồ công tử, các ngươi còn chưa quyết định sao? Đã sớm quyết định rồi. Hồ phu nhân xông đến khẩn cầu Tào Trị Bản, ta nhất định sẽ trừng trị thỏa đáng hai người kia, xin Tào tiên sinh đưa thuốc cho ta, cứu con gái ta trước rồi hãy nói. Hừ, Tào Trị Bản lắc đầu, ngạo nghễ nói, trước kia thì được, nhưng bây giờ thì không được. Tào mỗ ta vì bệnh tình của Hồ lão thái thái và Hồ tiểu thư mà dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra loại thuốc bột vô cùng chân quý này. Kết quả thì sao, bởi vì hai người ngoài mà muốn đuổi ta đi, thật sự khiến ta tâm ta phát lạnh mà. Hồ phu nhân gấp lên, vội vàng giải thích, đó là do Hồ Hóa Vũ tự tác chủ trương, chẳng liên quan gì đến ta, lại càng không có liên quan đến con gái ta. Ta vẫn luôn đứng về phía Tào lão tiên sinh, mấy năm nay. Ta cũng quyên không ít tiền cho Y Vương Đường mà. Im ngay, da mặt Tào Trị Bản đỏ lên, phẫn nộ quát, ngươi cho rằng lão phu sẽ bị mấy thứ vật chất đó làm mê hoặc sao? Tiền tài là vật ngoài thân, quan trọng là danh dự. Hôm nay, nếu các ngươi không xử lý hai người này, về sau lão phu làm sao lăn lộn trong y giới được nữa? Hồ Hóa Vũ vẫn luôn đỡ em gái. Thấy em gái đau đớn, trong lòng hắn ta cũng cảm thấy do dự. Nếu không thì hạ mình trước, lấy được thuốc rồi nói sau. Được rồi, đã diễn thì phải diễn cho chót, kỹ năng diễn xuất kém như vậy còn diễn chi nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhàm chán nói. Lông này Tào Trị Bản cau lại, lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nghe không hiểu sao? Lão đầu nhi ngươi có đi học không vậy?
Hạ Thiên khinh thường châm chọc một câu. Ngươi còn dám bất kính với Tào lão tiên sinh, có phải ngươi muốn hại chết con gái của ta ngươi mới cam lòng? Hồ phu nhân khàn giọng giống lên. Hạ Thiên trừng mắt nhìn bà ta, nữ nhân xấu xí ngươi cũng đừng diễn nữa, khiến người ta cảm thấy buồn nôn quá. Lão phu không chơi với các ngươi nữa. Tào trị bản đã mất kiên nhẫn, tiện tay ném bình thuốc xuống đất. Không. Hồ phu nhân nhào qua, đáng tiếc vẫn không đỡ được. Bốp. Một tiếng vang giòn, thân bình nổ tung, thuốc bột bên trong vãi đầy mặt đất, tiếp theo bị một cơn gió thổi tan không thấy tăm hơi. Đều tại các ngươi, ngươi đánh con trai của ta, bây giờ còn hại chết con gái của ta. Hồ phu nhân hoàn toàn mất khống chế, móc một con dao từ trong ngực ra đâm tới Hạ Thiên và A Cửu. Hạ Thiên không thèm để ý, A Cửu nhẹ đẩy một cái, đẩy nữ nhân này sang một bên. Em gái ta sắp không được rồi. Tào gia gia, người có thể cứu người trước không? Lúc này, Hồ Hóa Vũ hơi hoảng hốt. Thuốc bột đã không còn, tiểu cô nương này sẽ phải chết. Đây là Hồ gia các ngươi tự tìm. Tào trị bản lạnh lùng nói, lần sau, khi Hồ lão thái thái phát tác, không có thuốc chữa trị, cũng chẳng có ai chữa đâu. Cho nên mới nói tên ngu ngốc ngươi hoàn toàn không học y qua. Hạ Thiên nghe không nổi nữa, nhếch miệng nói, không nói trước tiểu nha đầu này vốn không có bệnh, cho dù có bệnh, cũng không tồn tại việc không có thuốc chữa cũng như không có người chữa. Trên đời này, không có bệnh nào mà ta trị không được. Tào trị bản cười nhạo, bây giờ không phải là lúc mạnh miệng. Có ngon, ngươi chữa khỏi cho tiểu cô nương kia trước rồi hãy khoác lác sau. Vậy để ta mở mang tầm mắt cho ngươi một chút. Hạ Thiên thậm chí ngay cả châm cũng không thèm móc, cách không điểm một ngón tay về phía Hồ Xuân Vũ, một luồng linh khí vô hình truyền vào mi tâm của nàng. A, à, Hồ Xuân Vũ cảm thấy không còn đau đớn nữa, gương mặt lộ ra vẻ dễ chịu, ta không đau nữa, một chút cảm giác đau cũng không còn. Cái này, Tào trị bản mở to mắt, biểu hiện khó tin, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Bất luận Tào trị bản kêu la không thể nào, Hồ Xuân Vũ thật sự đã khỏe lại. Lục phủ ngũ tạng không còn đau nữa, cũng không có bất kỳ di chứng. Nàng phát hiện cảm giác lạnh thấu xương lúc trước cũng hoàn toàn biến mất. Gương mặt Hồ phu nhân lộ ra vẻ cổ quái, ngươi thật sự khỏe rồi sao? Nếu không, ngươi để Tào lão tiên sinh kiểm tra một chút. Không cần kiểm tra, con thật sự khỏe rồi. Hồ Xuân Vũ đứng lên. Thậm chí còn nhảy mấy lần, chẳng những không còn đau đớn, hơn nữa còn rất khỏe. Vẫn nên kiểm tra lại thì tốt hơn. Hồ phu nhân rõ ràng không tin tưởng Hạ Thiên, vội nói với Tào trị bản, Tào lão tiên sinh, người qua đây kiểm tra cho con gái ta một chút đi. Tào trị bản cũng muốn xác nhận một chút, ông ta tuyệt đối không tin có người có thể chữa khỏi căn quái bệnh này, chẳng những tiến lên hai bước, còn chừng Hạ Thiên, được, để lão phu kiểm tra lại xem. Nếu để lão phu phát hiện ngươi dùng thủ đoạn không chính đáng, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Hạ Thiên khinh bỉ nói, ta thấy chính ngươi mới là người sử dụng thủ đoạn đấy. Hừ, lão phu lười tranh cãi miệng lưỡi vô vị với các ngươi. Tào trị bản cũng không nói tiếp, biểu hiện càng thêm khinh thường, tiện tay muốn bắt mạch cho Hồ Vũ Xuân. Hồ Hóa Vũ bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Tào trị bản, khoan đã, nếu em gái ta đã khỏe. Vậy thì không cần thiết phải kiểm tra lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lúc này, Hồ phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Hóa Vũ, nếu chẳng may có tai họa ngầm thì sao? Ngươi hãy để Tào lão tiên sinh kiểm tra một chút, cũng chỉ để đề phòng vạn nhất. Ngươi ngăn cản như thế, chẳng lẽ ngươi có mục đích không cho ai biết? Ngược lại, ta sợ các ngươi có mục đích không thể để người khác biết. Hồ Hóa Vũ nói chuyện một chút huyền chuyển cũng không có, bệnh của em gái và nãi nãi đều do ông ta trị mấy năm qua, nhưng ông ta ngay cả bệnh gì cũng không biết, lúc nào cũng chỉ biết nói nghiên cứu chế tạo thuốc, còn nói có thể giảm đau, đồng thời làm giảm triệu chứng, chậm rãi điều dưỡng cơ thể, bệnh cũng tự nhiên sẽ khỏi. Hồ phu nhân sửng sốt, đúng, nhưng có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Hồ Hóa Vũ cau mày, trịnh trọng nói, trước kia. Ngoài sự tin tưởng, ta cũng cảm thấy ông ta sẽ không làm ra chuyện gì. Nhưng những năm gần đây, những gì mà ông ta làm rất khác thường, nãi nãi cũng trở nên cảnh giác ông ta hơn. Tuy nhiên, vào lúc này, bệnh tình của nãi nãi và em gái bỗng nhiên tăng thêm, không thể không dựa vào thuốc của ông ta để kéo dài tính mạng.
vậy tại sao ngươi còn dám bất kính với Tào lão tiên sinh như thế? Hồ phu nhân hoàn toàn không cách nào lý giải logic của Hồ Hóa Vũ, không phải ngươi nên lấy lòng ông ấy sao? Đắc tội Tào lão tiên sinh, về sau lão thái thái và Xuân Vũ biết phải làm sao? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Hồ Hóa Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Trị Bản, ta muốn hỏi Tào gia gia một chút, không, vẫn nên gọi ngươi là Tào y sư phù hợp hơn, vì sao mỗi lần nãi nãi ta và Xuân Vũ uống thuốc của ngươi thì giảm đau, nhưng cũng đều phát tác một cách có định kỳ như vậy? Hồ phu nhân sửng sốt, lập tức phản bác, điều này không phải nói rõ thuốc của Tào lão tiên sinh có tác dụng. Nếu không, lão thái thái và Xuân Vũ đã đau đến chết rồi. A Cửu thản nhiên hỏi, vậy ngươi có nghĩ đến cũng bởi vì ông ta đã chữa nên bọn họ mới đau không? Không thể nào, Hồ phu nhân không cách nào tiếp thu được suy đoán này, tại sao Tào lão tiên sinh lại muốn làm như vậy? Ông ấy làm như vậy, ngoại trừ đắc tội Hồ gia thì không có bất kỳ chỗ tốt nào. Tào Trị Bản cũng cười lạnh không thôi, nghĩ không ra lão phu một lòng suy nghĩ cho Hồ gia, dốc hết tâm huyết luyện chế thuốc, nhưng đổi lại là cách cư xử như thế, thật khiến người ta phải thất vọng mà. Ta nhớ ngươi đã nói bệnh này không ai có thể trị, không thuốc nào có thể chữa, chỉ có thuốc của ngươi mới có thể làm giảm. Lãnh mâu Hồ Hóa Vũ lại càng lạnh hơn, nhưng vừa rồi Hạ Thiên có nói em gái ta hoàn toàn không có bệnh, hơn nữa còn dễ dàng chữa khỏi cho em gái ta, vậy ta có lý do hoài nghi sự chẩn đoán của ngươi. Còn nữa, thuốc này của ngươi dùng để làm gì? Tốt tốt tốt, ngươi cũng dám phỉ báng lão phu như thế. Tào Trị Bản đột nhiên biến sắc, hiển nhiên tức không ít, bờ môi phát run, lập tức vung tay đứng dậy, nói với cháu trai của mình, nếu đã như vậy, Lương Nhi, chúng ta đi, để Hồ lão thái thái còn có nữ oa này đau đến chết đi. Người đâu, mau cản bọn họ lại. Hồ Hóa Vũ quát lạnh một tiếng, mấy chục bảo an từ ngoài cửa xông vào, bao vây hai ông cháu Tào Trị Bản. Tào Trị Bản quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hồ Hóa Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết hai ông cháu ta diệt khẩu sao? Làm việc trái với lương tâm là các ngươi, ta diệt cái gì chứ? Hồ Hóa Vũ hừ lạnh, vung tay lên cho người bắt bọn họ lại, hôm nay, nếu ngươi không giải thích cho rõ ràng, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Tào Trị Bản giận quá hóa cười, chỉ vào Hồ Hóa Vũ, được, được, giao tình mấy chục năm của hai nhà Tào Hồ còn không sánh bằng một tiểu tử miệng còn hôi sữa thuận miệng nói mấy câu. Lão phu xem như mở rộng tầm mắt. Lão đầu, người có bệnh hay quên hay là mắt của ngươi có vấn đề? Hạ Thiên thản nhiên nói, ta không phải thuận miệng nói mấy câu mà là nói ra sự thật. Cô bé này vốn không có bệnh, là ngươi chỉ thành có bệnh cho người ta. Sở dĩ cô bé bị đau cũng là do thuốc của ngươi tạo thành. Người như ngươi, hoàn toàn không xứng làm nghề y. Tào Trị Bản phẫn nộ quát, tư cách hành nghề y của lão phu đã sớm có được từ năm 60 năm trước. Ngươi là cái thá gì mà có tư cách chất vấn ta? Hạ Thiên khinh thường nói, dạy ngươi thì chẳng cần tư cách. Ta nói ngươi không xứng thì ngươi không xứng. Đúng là buồn cười, Tào Trị Bản khịt mũi coi thường, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chủ tịch Hiệp hội Y học, hay là Thái Sơn Bắc Đẩu Y giới? Ta là Hạ Thiên, biểu hiện của Hạ Thiên vẫn lạnh nhạt như cũ, như vậy cũng đã đủ rồi. Tào Trị Bản cười ha hả, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi đúng là cùng một tính với quỷ y Trương Minh Đà, tất cả đều tự cho rằng mình siêu phàm. Lão phu chẳng những muốn hành nghề y, hơn nữa còn chỉ ngươi thành phế nhân luôn. Ồ, vậy ngươi thử một chút xem sao. Hạ Thiên mỉm cười, hào hứng nói, ngươi tốt nhất nên có bản lãnh thật sự, nếu không, người biến thành phế nhân chính là ngươi. Nói xong, Tào Trị Bản bỗng lấy một miệng da kẹp từ trong ngực ra. Bên trong là hai hàng ngân châm tinh mịn, dài ngắn không đồng nhất, chất liệu cũng không giống nhau. Hồ Hóa Vũ cảm giác không ổn, muốn ra tay bắt Tào Trị Bản lại, nhưng đã bị A Cửu ngăn cản. Đừng nhúc nhích, ngươi cứ ở bên cạnh nhìn là được. A Cửu biết tính tình của Hạ Thiên như thế nào, bây giờ hắn đang hứng thú, nếu có người cắt ngang, tuyệt đối sẽ bị đánh một trận. Hồ Hóa Vũ thoáng nhìn biểu hiện của Hạ Thiên, liền kềm chế lại, nhưng vẫn cho người canh cửa, những người còn lại thì bao vây xung quanh. Đi, Tào Trị Bản lấy ngân châm ra, bắn nhanh mấy cái về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích, mặc cho đám ngân châm kia bắn vào cơ thể của mình. Hừ, đúng là điên cuồng không biên giới. Tào Trị Bản sững người, lập tức cười lạnh, hôm nay, ta sẽ giết chết ngươi.
báo mối thù chết thảm của con ta. Ta cho ngươi 10 giây. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chiêu thức gì thì lấy ra hết đi. Hết giờ rồi, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Tào Trị Bản vui mừng quá đỗi, lại bắn thêm mười mấy ngân châm nữa, đây là do ngươi tự tìm, vậy ngươi cũng đừng trách lão phụ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. 10 giây rất nhanh trôi qua. Tào Trị Bản ném hết tất cả ngân châm trong tấm vải ra vào người Hạ Thiên. Châm dài châm ngắn, kim châm ngân châm, đủ loại kiểu dáng, cần cái gì có cái đó. Đâm, vê, đủ loại phương pháp, không phải trường hợp cá biệt. Hạ Thiên từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, thậm chí nét lười biếng trên mặt khiến người ta chán ghét cũng không thay đổi. Đây là thất sát phá ma châm của Tào thị ta. Tào Trị Bản cười đắc ý, nhìn Hạ Thiên bị đâm thành nhím, hết thảy 7 loại châm, mỗi loại châm có 7 cái, dùng 7 loại phương pháp luyện ra. Cho dù ngươi là thần tiên, hôm nay ngươi cũng sẽ phải chết. Nói xong, ông ta bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, đưa mắt nhìn lên trần nhà, con trai, hôm nay cha báo thù cho con. Ta sẽ giết chết đồ đệ của Trương Minh Đà, mang đầu của hắn đến tế. Đừng tế, mất mặt lắm. Hạ Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút nhàm chán nói, châm pháp của ngươi không có sức lực, chữa bệnh cũng chẳng ra sao, giết người lại càng không được. Ngươi, Tào Trị Bản nhìn Hạ Thiên, giống như nhìn thấy quỷ, ngươi không chết. Tại sao lại như vậy? Hạ Thiên nhếch miệng, không chết không phải rất bình thường sao? Dưới thất sát phá ma của lão phu, tuyệt không có người nào có khả năng sống sót. Tào Trị Bản thật sự khó mà tiếp nhận hiện thực này, chẳng lẽ vừa rồi ngươi đã tránh thoát được? Không đúng, lão phu tự mình đâm châm, một cây cũng không thiếu, nhưng tại sao ngươi một chút chuyện cũng không có? Châm pháp tạm được, chỉ là ngươi không được. Hạ Thiên khoát tay, mấy trăm ngân châm xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, chỉ bằng để ta dạy cho ngươi đống châm này dùng như thế nào. Hạ Thiên nói rất hời hợt nhưng lại mang tính sỉ nhục rất mạnh. Ngươi học y được bao nhiêu năm, cũng xứng dạy lão phu dùng châm. Tào Trị Bản tức đến mức thiếu chút nữa thăng thiên, mặc dù ta không biết ngươi dùng cách nào tránh thoát, nhưng lão phu là thảo y chi vương, chế thuốc mới là cường hạng của lão phu. Bành! Vừa dứt lời, một đống thuốc bột bỗng nhiên nổ tung giữa không trung, trong nháy mắt che khuất tầm mắt của mọi người, đồng thời còn có mùi hương kỳ lạ lan khắp xung quanh. Không ổn rồi, Hồ Hóa Vũ biến sắc, vội bế khí, đồng thời còn che kín miệng mũi Hồ Xuân Vũ. Nhưng người khác không có vận khí tốt đến vậy. Đầu tiên là đám bảo an, từng người ngã bịch bịch xuống đất, tiếp theo là Hồ Phu Nhân cũng sụi lơ trên mặt đất. Mặc dù Hồ Hóa Vũ ứng phó kịp thời nhưng độc tính của đống bột phấn này cực mạnh, trực tiếp thấm vào làn da. Chưa đến 3 giây, trong phòng khách không còn ai đứng vững. Tào Trị Bản, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hồ Hóa Vũ cố gắng chống đỡ không dám té ngã, dám dùng độc ở Hồ gia, ngươi chán sống sao? Đây là trấn cổ hương. Tào Trị Bản nói, ta quan hệ với Hồ gia nhiều năm như thế, còn không biết nhược điểm của các ngươi sao? Chỉ cần khống chế cổ trùng, các ngươi chỉ là một đám phế vật. Một bàn tay duỗi ra từ làn khói độc, bóp cổ Tào Trị Bản giống như bóp gà con, ngươi càng thêm phế vật. Ngươi! Tào Trị Bản mở to mắt, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Ngươi còn có gì ngôn gì muốn giao phó? Hạ Thiên nhếch miệng, đưa tất cả ngân châm cho Tào Trị Bản, tuy nhiên, ta không có hứng thú lắng nghe, ngươi có thể đi chết được rồi. Thả ra ra ta ra! Cháu trai Tào Trị Bản gấp lên, hô to vọt đến chỗ Hạ Thiên, nếu không, ta giết, a. Lời còn chưa nói hết, A Cửu đã một cước đạp bay tiểu tử này dính vào vách tường, có móc cũng móc không xuống. Phiền chết đi được, A Cửu vỗ vỗ đùi, phất tay xua tan đám xương độc, mấy thứ này có tính ăn mòn quần áo quá lớn. Ta đến Nam Cương cũng không mang theo nhiều quần áo đâu. Cửu nha đầu, lát nữa ta đi mua quần áo với nàng nhé, thế nào? Hạ Thiên tiện tay ném Tào Trị Bản sang một bên, cười hì hì nói với A Cửu. A Cửu lườm hắn một cái, quên đi, ngươi nhất định sẽ mua mấy bộ quần áo kỳ quái, sau đó bức ta mặc. Ta không mặc đâu, muốn mua quần áo, ta đương nhiên sẽ đi với Y Y tỷ. Vậy ba người chúng ta cùng đi, Hạ Thiên đáp lại. A Cửu lắc đầu, ngươi tốt nhất đừng nên đi cùng. Nếu ngươi đi theo, phiền phức sẽ không ngừng kéo đến. Còn thời gian đâu mà mua quần áo. Cửu nha đầu, nàng nói vậy không đúng.
Hạ Thiên bất mãn phản bác, từ trước đến nay ta luôn lấy lý phục người, xưa nay không gây phiền toái, là đám ngu ngốc kia cứ nhất định phải chọc ta. Ta không muốn thảo luận chủ đề này với ngươi, có nói mãi cũng không hết. A Cửu tức giận nguyết hắn một cái, ngươi không nhìn lại xem, chúng ta mới đến có mấy phút mà phát sinh quá nhiều chuyện. Hạ Thiên tùy ý nói, những chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Đừng nói nữa, đi xem bọn họ như thế nào, đừng để bọn họ bị độc chết. A Cửu kiểm tra tình huống cho Hồ Xuân Vũ trước, sau đó lại nhìn Hồ Phu Nhân. Cũng may bọn họ trúng độc không sâu, không cần Hạ Thiên ra tay, nàng cũng có thể cứu tỉnh mọi người. Tỉnh đi, đừng giả bộ nữa. Hạ Thiên nhẹ nhàng đá Hồ Hóa Vũ một chút, tống khứ toàn bộ độc khí bên trong cơ thể hắn ta ra ngoài. Hồ Hóa Vũ chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi, rất nhanh khôi phục bình thường, vội nói với Hạ Thiên, lần này nhờ có ngươi, bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cảm ơn hắn làm gì? Lúc này Hồ Phu Nhân cũng đã tỉnh, trong lòng lại càng tức giận, nếu không phải tại hắn, tại sao lại có chuyện này phát sinh? Di nương, thái độ của ngươi là sao? Hồ Hóa Vũ bất mãn nói, không nói cái khác, nếu không có Hạ Thiên và Cửu cô nương. Bây giờ ngươi đã bị độc chết rồi, ngươi một chút cũng không biết cảm ơn, còn mặt mũi nào nói những lời này. Tại sao ta lại không còn mặt mũi? Trong lòng Hồ Phu Nhân xác thực oán hận khó bình, thậm chí còn chửi ầm lên, ta không tin Tào lão tiên sinh sẽ gây bất lợi cho Hồ gia, nhất định là hai người bọn họ cố ý làm ra, hại chết Tào lão tiên sinh còn không nói, về sau bệnh tình của lão thái thái và con gái ta phải làm sao bây giờ? A Cửu nhìn Hồ Phu Nhân. Thản nhiên nói, con gái của ngươi không có bệnh, cho dù có bệnh, Hạ Thiên cũng đã chữa khỏi. Đánh giám, Hồ Phu Nhân hoàn toàn không tin, lạnh giọng nói, ta muốn dẫn Xuân Vũ ra ngoài, tìm một y sư đáng tin cậy kiểm tra lại. Ai biết được ngươi có giở trò với nó hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ta muốn giở trò, trên thế giới này không ai có thể điều tra ra. Ngươi tìm ai cũng vô dụng thôi. Đúng là cuồng vọng vô tri. Bây giờ ta đi tìm Trịnh Hưởng Sơn Trịnh hội trưởng. Hồ Phu Nhân lạnh giọng đáp lại, sau đó nắm lấy tay Hồ Xuân Vũ, ông ấy là khôi thủ y giới Nam Cương, y thuật bỏ xa sư phụ ngươi mấy trăm con phố. Con gái, chúng ta đi. Hồ Xuân Vũ thật sự không muốn đi, nhưng cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của mẹ, đành phải ném ánh mắt cầu xin về phía Hồ Hóa Vũ. Xin lỗi, Di Nương, ngươi và Xuân Vũ tạm thời còn chưa thể rời đi. Hồ Hóa Vũ ngăn lại đường đi Hồ Phu Nhân, nghiêm túc nói, chuyện vừa rồi còn có không ít điểm đáng ngờ còn chưa được giải, người tốt nhất ở đâu thì ở yên đó. Hồ Phu Nhân giống như bị người ta đạp trúng đuôi, giơ chân mắng to, người tính là cái gì mà dám cản đường ta? Cái thứ có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi người tránh ra cho ta. Mặc kệ người mắng ta như thế nào cũng chẳng quan trọng, nhưng người muốn đi thì không có khả năng. Hồ Hóa Vũ mặt không thay đổi đứng im tại chỗ, mặc cho Hồ Phu Nhân đẩy như thế nào cũng không nhúc nhích. Hồ Hóa Vũ, người giỏi lắm. Hồ Phu Nhân gấp lên, chỉ vào Hồ Hóa Vũ mà chửi ầm, người còn chưa nắm quyền đã lên mặt gia chủ. Người có để cha ngươi vào mắt hay không? Hồ Hóa Vũ thản nhiên nói, ta vẫn luôn để cha ta trong lòng. Tạm thời thay mặt gia tộc quản lý mọi việc là nãi nãi giao phó, cha cũng không phản đối. Cho nên. Di nương, người tốt nhất đừng làm loạn vô lý nữa. Làm loạn vô lý, Hồ Phu Nhân bật cười, chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, người dẫn hai người ngoài này vào gây loạn trong nhà, không tính cố tình gây sự, ta muốn dẫn con gái ta ra ngoài khám bệnh, người còn nói ta cố tình gây sự. Hồ Xuân Vũ nhỏ giọng nói, mẹ, chúng ta trở về phòng đi, đừng làm rộn nữa. Bốp, Hồ Phu Nhân quay lại tát cho Hồ Xuân Vũ một bạt tay. Tát đến mặt của nàng sưng lên, tiểu tiện nhân ngươi lại đi giúp đỡ người khác đối phó ta. Ta là mẹ của ngươi đấy, ngươi chẳng qua chỉ là một miếng thịt trên người ta rơi xuống, ta hao tâm tổn sức là vì ai, còn không vì ngươi. Chút giận lên đầu một đứa nhỏ, ngươi cũng xứng làm mẹ. A Cửu nhịn không được, tiến lên giằng lại Hồ Xuân Vũ, ôm cô bé vào lòng. Mẹ nó, phiền chết đi được, Hồ Phu Nhân giống như phát điên, một người, hai người. Tất cả đều đối phó ta, tại sao các ngươi không đi chết đi? Hạ Thiên hờ hững nói, chúng ta không chết, ngược lại chính ngươi đấy, ngươi có thể thử đi chết đi. Hồ Phu Nhân tức giận không nhẹ, thở hồng hộc, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Nhất định phải bức tử ta ở đây sao?
Di nương, ngươi nói sai rồi, không ai bức tử ngươi cả, giọng nói Hổ Hóa Vũ hòa hoãn lại, trịnh trọng hỏi, ta chỉ muốn xác nhận lại một số chuyện, liên quan đến họ Tào, còn có bệnh tình của nãi nãi và Xuân Vũ. Ta không biết, ngươi đừng hỏi ta. Hồ phu nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên khàn giọng kêu lên, giết người. Hồ Hóa Vũ muốn giết ta, có ai không, chồng ơi, lão thái thái, nhị thúc, các người mau đến đây, tiểu hồ công tử của chúng ta muốn giết mẹ kế. Hồ Hóa Vũ nhức đầu không thôi, quát lớn, Trương Mộ Vân, người náo đủ chưa? Hôm nay người muốn gọi ai đến cũng được, nhưng người nhất định phải nói cho rõ ràng. Khốn kiếp, người nói cái gì? Một nam nhân trung niên mày rậm uy nghiêm cùng với mấy người đẩy cửa bước vào, tại sao ngươi lại nói chuyện với Vân Di như thế? Cho dù ngươi không thừa nhận nàng là mẹ ngươi, tối thiểu ngươi cũng nên tôn trọng nàng ấy cũng không được sao? Hồ Hóa Vũ nhìn thấy người đến, khí thế lập tức giảm hơn phân nửa, cung kính hỏi một tiếng, cha, tại sao cha lại đến đây? Người này chính là cha của Hồ Hóa Vũ, Hồ Ứng Hùng, cũng là gia chủ đương thời của Hồ gia. Tuy nhiên, lúc trước ông phạm vào một sai lầm lớn, bị Hồ Lão Thái Thái xử lý, sau đó để Hồ Hóa Vũ tạm thời thay mặt gia chủ quản lý mọi việc. Cho nên, Hồ Ứng Hùng cũng cảm thấy ngứa mắt với đứa con trai này, chỉ là ngại có Lão Thái Thái đằng sau ủng hộ, chỉ có thể tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn. Thế nào, Hồ gia ta không thể đến sao? Hồ Ứng Hùng lạnh lùng quét mắt nhìn khắp phòng khách, nhìn thấy Tào Trị Bản đã chết, cháu trai Tào Trị Bản bị treo trên tường. Lập tức quát lạnh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại loạn thành như thế? Là ai đã giết Tào lão tiên sinh? Hạ Thiên mỉm cười nói, ngươi nói lão đầu nhi ngu ngốc này sao? Là ta xử lý đấy. Ngươi là ai? Hồ Ứng Hùng nhướng mày, sắc mặt trở nên giận dữ, ngươi dám ra tay giết người ở Hồ gia, ngươi chán sống rồi sao? Đúng, sống được quá nên phiền. Nếu không, ngươi đến giết ta đi. Hạ Thiên mỉa mai. Hồ Ứng Hùng càng thêm giận dữ. Trong lúc ông ta giang định phát tác, Hồ Hóa Vũ vội ngăn lại, nhanh chóng giải thích, hắn là Hạ Thiên, vị cô nương này là cửu cô nương, đều là khách quý mà nãi nãi cố ý bảo con mời đến. Con mẹ nó khách quý gì chứ? Hồ Ứng Hùng chỉ vào phòng khách hỗn độn, đây là việc mà khách nên làm sao? Hồ Hóa Vũ lập tức lên tiếng, để con giải thích, chuyện là như thế này. Không cần giải thích. Hồ Ứng Hùng vung tay lên cắt ngang lời Hồ Hóa Vũ, sau đó quay sang nói với Hạ Thiên và A Cửu, hai người các ngươi lập tức biến ra ngoài cho ta, về sau đừng xuất hiện ở Nam Cương nữa. Nếu không, ngươi đừng trách ta không khách sáo. Cái kiểu không phân tốt xấu lập tức đuổi người, đây thật sự là hành động của người não ngắn, cũng là điềm báo của rất nhiều tên ngốc bị Hạ Thiên đánh tơi bời. Cha, cha không thể làm như vậy được, Hồ Hóa Vũ đang định nói tiếp. Hồ phu nhân đột nhiên khóc giống lên. Chồng ơi, chàng đến đúng lúc lắm. Hồ phu nhân lệ rơi đầy mặt, khóc đến thương tâm, nếu chàng không đến, chắc ta không còn nhìn thấy chàng được nữa. Chàng không nhìn thấy vừa rồi nó hung hăng đến như thế nào đâu. Vì hai người ngoài này, chẳng những nó đánh chết Tào lão tiên sinh, mà còn muốn đánh chết ta. Hồ Ứng Hùng bước qua ôm lấy vợ của mình, sau đó quát lớn với Hồ Hóa Vũ, người đúng là phản thiên. Nãi nãi ngươi để ngươi tạm thời quản lý sự vụ gia tộc, ngươi thật sự cho rằng mình là gia chủ. Con không có ý này. Hồ Hóa Vũ lắc đầu phủ nhận. Không có thì tốt, Hồ Ứng Hùng quát to một tiếng, bây giờ, ta muốn dùng thân phận chủ nhà đuổi hai người kia ra ngoài, ngươi thử cản xem sao. Hồ Hóa Vũ im lặng không nói, cũng không tỏ thái độ. Muốn đi, chúng ta sẽ tự đi. A Cửu khó chịu nói, nhưng muốn đuổi chúng ta đi. Xin lỗi, chúng ta không đi. Hừ, muốn leo lên đầu Hồ gia chúng ta sao? Hồ Ứng Hùng hừ lạnh một tiếng, dường như đã sớm có chuẩn bị, liền nói với những người đằng sau, mấy vị nhân huynh, hai người kia phải phiền đến các ngươi rồi. Mọi người đừng giết, đánh gãy tay gãy chân ném xuống núi là được. Quả nhiên không hổ là vợ chồng, phương pháp xử lý chẳng khác gì Hồ phu nhân. Bọn họ, lúc này... Hồ Hóa Vũ mới nhìn rõ những người sau lưng cha của hắn ta, không khỏi sợ hãi, là cổ sư bên trong Nguyệt Phương Nguyên. Hắn ta quay sang nói với Hạ Thiên và A Cửu, các ngươi đi mau đi, tuyệt đối không thể xung đột với những người này. Nếu không, vèo, hắn ta còn chưa nói hết, hai cổ sư đã vọt đến bên cạnh Hạ Thiên, nhẹ nhàng bóp hai tay hai chân của hắn,
âm thanh xương cốt gãy vụn phát ra. A, a, bỗng nhiên bên trong phòng khách vang lên một tiếng hét thảm. Nhưng cũng không phải phát ra từ miệng Hạ Thiên. Những người còn lại đều nghi hoặc và khó hiểu, bởi vì cũng không phải bọn họ phát ra. Chẳng lẽ trong phòng còn có người khác mà bọn họ không nhìn thấy? A Cửu hỏi Hạ Thiên, người đang giở trò quỷ gì thế? Hạ Thiên mỉm cười nói, Cửu nha đầu, ta đang bị hai người kia bắt lấy, làm sao giở trò quỷ? Người có thể bị bọn họ bắt lấy, còn không phải đang làm trò quỷ sao? A Cửu liếc mắt, không cần nghĩ cũng có thể khẳng định Hạ Thiên đột nhiên nổi hứng, đang chơi đùa với những người này. Điều này nói rõ bọn họ rất lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười nói một câu, sau đó quay sang nói với hai cổ sư đang bắt hắn, này, các ngươi tiếp tục ra tay đi, ta vừa lúc nổi hứng đấy. Hai vị cổ sư kia không khỏi nhìn nhau, hai người từ trước đến nay đều phối hợp ăn ý, hơn nữa còn chưa hề thất thủ. Bọn họ có thể khẳng định đã bắt được tiểu tử trước mắt, cũng đã bóp nát xương cánh tay của hắn, nhưng vì sao hắn một chút phản ứng cũng không có. Không cần để ý đến. Nhất định là do tên tiểu tử này đang cổ lộng huyền hư. Chúng ta cứ xử lý hắn trước rồi nói. Hồ Ứng Hùng cũng sờ soạng khắp người mình, phát hiện không có dấu hiệu xương cốt bị gãy, lập tức phất tay, lát nữa còn có khách quý chân chính đến đấy. Hai cổ sư nhận được mệnh lệnh, cũng không do dự, nhanh chóng vận lực rót vào hai tay Hạ Thiên, hiển nhiên muốn bóp nát xương cốt toàn thân của Hạ Thiên. A, lực đã mạnh hơn, đáng tiếc vẫn không đủ. Hạ Thiên vẫn không hề động đậy, xương cốt tiếp tục vang lên tiếng răng rắc, còn tiếng kêu thảm thiết không biết xuất xứ lại tiếp tục vang lên. Hồ Ứng Hùng thấy Hạ Thiên không hề có vẻ mặt đau đớn, hơi bất mãn nói các ngươi đang làm cái gì vậy? Đừng lãng phí thời gian nữa, ta bảo các ngươi phế hắn chứ cũng không phải giết hắn. Cần chi phải dày vò như thế? Hạ Thiên gật đầu tán đồng, đúng vậy, các ngươi còn đang sủa cái gì chứ, còn không mau dùng hết toàn lực đi. Lực sĩ cổ, Lưỡng Trọng Sơn. Một vị cổ sư quả nhiên nổi giận, hai cánh tay phồng lên, thậm chí còn muốn lớn hơn cả đầu. Khách quan mà nói, cánh tay của Hạ Thiên lúc này trông gầy như que củi. Đây chính là phương thức cổ sư sử dụng sức mạnh sao? Hạ Thiên thản nhiên nói như vậy, thật ra các ngươi không có sức mạnh gì, toàn bộ đều nhờ cổ trùng bên trong cơ thể. Không có sức mạnh, vị cổ sư trẻ tuổi hừ một tiếng. Hiển nhiên cực kỳ khó chịu với lời nói của Hạ Thiên, vậy ngươi hãy thử cảm thụ một chút đi. Vừa mới nói xong, hắn ta đột nhiên phát lực, ánh mắt nhìn Hạ Thiên tràn ngập thương hại. Hắn ta thấy tiểu tử trước mắt cũng xem như can đảm. Đối mặt với hai cổ sư vây công, vậy mà vẫn có thể mặt không đổi sắc mà trêu chọc. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Sau khi hắn ta sử dụng cổ lực, tiểu tử này tuyệt đối ngay cả nửa giây cũng chống đỡ không được. À, quả nhiên, tiếng xương cốt bị gãy vang lên xong, lập tức tiếng kêu thê thảm phát ra. Nhưng vẫn không phải Hạ Thiên phát ra mà là từ một vị cổ sư khác. Chuyện gì xảy ra vậy? Vị cổ sư trẻ tuổi khó hiểu nhìn người đi cùng mình, Tam Thúc, ngươi sao vậy? Tam Thúc của hắn ta há to miệng muốn nói cái gì đó, đột nhiên phun ra một ngụm máu, bên trong còn có không ít bã vụn xương cốt. Tiếp theo cả người giống như không còn xương cốt, co thành một đống bùn nhão. Tam Thúc, cổ sư trẻ tuổi mở to mắt, bộ dạng này của Tam Thúc rõ ràng giống như bị người ta bóp nát xương cốt toàn thân, lục phủ ngũ tạng còn bị vỡ nát. Hạ Thiên nhìn người này một chút, thuận miệng nói chịu không nổi sao. Phòng ngự của đám cổ sư các ngươi quá thấp rồi. Ngươi dám giết Tam Thúc của ta, ta lấy mạng của ngươi. Cổ sư trẻ tuổi nghe xong, hận ý xông lên, cổ lực bên trong cơ thể tăng lên tối đa, sau đó vỗ xuống thiên linh cái của Hạ Thiên. Cạch, cổ sư trẻ tuổi chỉ cảm thấy giống như có mấy ngọn núi lớn đập vào đỉnh đầu của mình. Trong nháy mắt, hắn ta có cảm giác đầu bị đánh, không khỏi há miệng kêu thảm, nhưng không hề có âm thanh phát ra. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hồ Ứng Hùng nhìn hai cổ sư ông ta mang đến ngã chết một cách khó hiểu, trong lòng không khỏi dâng lên sự khủng hoảng, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi tốt nhất đừng nên làm loạn. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi có bị bệnh hay không? Con mắt nào của ngươi thấy ta làm loạn? À, cái này, Hồ Ứng Hùng bó tay, bởi vì Hạ Thiên đích thật không động đậy, mặc cho hai cổ sư kia hành động. Kết quả, hai vị cổ sư đều chết, còn hắn thì vẫn bình yên như cũ.
Cảnh tượng quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Hồ Hóa Vũ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn ta có thể khẳng định chuyện này liên quan đến Hạ Thiên. Ta mặc kệ, tóm lại, ngươi giết hai vị cổ sư, đến lúc đó cổ sư của Nguyệt Phương Nguyên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Ứng Hùng không dám gánh trách nhiệm tổn thất hai vị cổ sư. Bất kể có phải Hạ Thiên làm hay không, ông ta cứ đẩy tất cả mọi chuyện lên người hắn. Hạ Thiên khinh thường nói, ngươi bảo đám cổ sư đó đến tìm ta đi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn mạng để đi tìm bọn họ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta diệt khẩu? Hồ Ứng Hùng hừ lạnh một tiếng, ngoài mạnh trong yếu nhắc nhở, nơi này là Hồ gia, không dung ngươi làm ẩu. Nếu ta muốn làm ẩu, ta cũng nết quan tâm là nhà ai. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi sắp chết cũng chẳng liên quan đến ta. Chính ngươi cũng biết rõ ràng nguyên nhân là gì. Hồ Ứng Hùng sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ lên, nổi giận quát, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tóm lại, ngươi giết chết hai vị cổ sư, việc này tuyệt không cứ như vậy mà bỏ qua. Nói xong, ông ta phất tay bỏ đi, ngay cả vợ của mình cũng không muốn xen vào nữa. Hồ phu nhân chừng Hạ Thiên một cái, sau đó đi theo, chồng ơi, chàng chờ ta một chút, đừng bỏ ta lại. Một lần nữa ta xin cảm ơn. Hồ Hóa Vũ chắp tay với Hạ Thiên. Mặt Hạ Thiên vẫn không biểu cảm, cảm ơn ta làm gì, ta chẳng hề làm gì cả. Cái này ta hiểu, Hồ Hóa Vũ mỉm cười đắc ý, sau đó gọi mấy người đến, các ngươi khiêng những người này xuống, thuận tiện quét dọn sạch sẽ phòng khách. Không bao lâu sau, vị quản gia Hồ Nhất Vạn một lần nữa xuất hiện, yến hội đã được chuẩn bị xong, lão phu nhân bảo tiểu thiếu gia dẫn khách quý đến đó. Hạ Thiên, cửu cô nương, mời. Hồ Hóa Vũ cung kính làm ra tư thế mời Hạ Thiên và A Cửu. Hạ Thiên thì bình thường, nhưng A Cửu lại cảm thấy Hồ Hóa Vũ cung kính hơi quá, nói không chừng hắn ta đang có toan tính nhỏ nhặt nào đó. Tuy nhiên nàng lại nghĩ, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu thôi. Lúc này không cần thiết phải nghi thần nghi quỷ. Nói là gia yến nhưng thật ra vẫn có chút long trọng. Đại sảnh diễn ra yến hội nằm ở lầu một biệt thự, chỉ bày ba cái bàn lớn. Trong đó hai bàn đã ngồi không ít người, top 5 top 3 trò chuyện, còn một cái bàn ở chủ vị thì trống không. A Cửu phát hiện, Hồ gia không chỉ có một phòng khách mà là nhiều phòng khách được phân bố tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Cái gọi là khách quý sẽ có người đặc biệt đưa từ phòng khách đến đại sảnh. Ngồi đi, không cần để ý đến những người khác. Hồ Hóa Vũ dẫn Hạ Thiên và A Cửu đến bàn chủ vị, bảo hai người ngồi xuống trước. Hạ Thiên đương nhiên sẽ không khách sáo, mặc dù A Cửu cảm thấy không ổn nhưng cũng không phản đối, vừa lúc nàng cũng muốn nhìn xem ở đây sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, khi Hạ Thiên và A Cửu vừa mới ngồi xuống, một nam nhân trung niên hói đầu chạy đến hô to, nơi này không phải cho các ngươi ngồi, mau đứng dậy đi. Các ngươi đến bàn thứ ba mà ngồi, bàn này dành cho khách quý. Nhị thúc, ngươi nói như vậy là sao? Hồ Hóa Vũ bất mãn nói, tại sao Hạ Thiên và cửu cô nương lại không thể ngồi ở đây? Đây là bạn của ngươi. Nam nhân hói đầu cau mày, nói với Hồ Hóa Vũ, ngươi đừng làm rộn nữa. Mặc dù hôm nay là gia yến nhưng còn có mấy vị thái đầu y giới tham gia. Ngươi đừng làm lỡ chuyện lớn, trước ủy khuất bạn của ngươi vậy. Hồ Hóa Vũ nói, Hạ Thiên và cửu cô nương là do đích thân nãi nãi dặn dò, là khách quý bảo ta mời đến. Ngồi ở đây cũng hợp tình hợp lý mà. Nhị thúc, ngươi nên chiêu đãi khách quý mà ngươi mời đến đi. Nam nhân hói đầu còn đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên nhìn chằm chằm mặt A Cửu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Trong lúc ông ta đang định lên tiếng hỏi thăm, cách đó không xa liền vang lên tiếng nói. Ông ta nhìn thấy có mấy người đi đến, lập tức nhịn lại, vội vàng tiến lên nghênh đón. A Cửu nhìn ra được chút manh mối, vội nói với Hồ Hóa Vũ, này, ngươi muốn biến chúng ta thành bia ngắm, giúp ngươi ngăn tập kích sao? Cửu cô nương đã hỏi như vậy, vậy ta cũng không dám giấu. Hồ Hóa Vũ hơi do dự, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, mặc dù bây giờ ta tạm thời đảm nhiệm chức gia chủ, nhưng không có ai phục ta, những người này còn luôn muốn chèn ép ta. Gia yến lần này thật ra chính là để xác định vị trí gia chủ. Ngươi và Hạ Thiên chính là chỗ để ta dựa vào. A Cửu nhìn hắn ta chỉ muốn ăn cơm. Ngươi lại mạnh mẽ kéo Hạ Thiên và ta vào cuộc, ngươi đúng là không được tử tế cho lắm. Cũng không tính là mạnh mẽ. Hồ Hóa Vũ khiêm tốn nói,
nói thế nào ta và Hạ Thiên cũng xem như có chút tình đồng môn, là sư huynh đệ. Hơn nữa mời Hạ Thiên và ngươi đến đây làm khách là chủ ý của bà ta, còn có sư phụ của ngươi. Mời Hạ Thiên, cái này ta có thể hiểu được. A Cửu nghi ngờ hỏi, nhưng mời ta chẳng lẽ cũng là chủ ý của bọn họ. Mời ngươi là chủ ý của Y Tiểu Âm tiểu thư. Hồ Hóa Vũ gật đầu nói, năm đó, nãi nãi ta thiếu môn chủ Âm Y môn một nhân tình, nhưng Y Tiểu Âm tiểu thư đang có chuyện quan trọng, không rảnh đến đây. Cho nên bảo ta mời ngươi. A Cửu không khỏi liếc mắt, thì ra ta là vật thay thế, là công cụ mà thôi. Cửu nha đầu, nàng nói sai rồi. Hạ Thiên cười nói, mời nàng mới là đúng, bởi vì yến hội này có người mà nàng sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ai thế? A Cửu hỏi. Hạ Thiên đưa tay chỉ về một hướng, là bà ta. A Cửu thuận theo hướng Hạ Thiên chỉ nhìn sang, đột nhiên nhìn thấy một nữ nhân trung niên vẫn còn phong vận. Quan trọng hơn, hàng lông mày của nữ nhân này có 7-8 phần tương tự nàng. Bà ấy là, trong lòng A Cửu đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ngạc nhiên hỏi Hạ Thiên, bà ấy có phải là? Bà ấy không phải, nhưng rất có thể có liên quan. Hạ Thiên biết A Cửu muốn hỏi chuyện gì, trực tiếp lắc đầu. Vậy ta đi tìm bà ấy hỏi chuyện. Trước đó, A Cửu đến tiểu tiên giới tìm kiếm thân thế, nhưng chỉ tìm được cha ruột là Từ Côn Luân. Mẹ ruột của nàng là ai, ở đâu, đến giờ nàng vẫn chưa tìm thấy. Hôm nay nhìn thấy một nữ nhân trung niên có dáng dấp tương tự với mình, trong lòng nàng tất nhiên có suy nghĩ đó. Hai người đang nói ai vậy? Hồ Hóa Vũ thuận theo ánh mắt của Hạ Thiên và A Cửu nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy nữ nhân kia, chính xác có 7 phần tương tự A Cửu, đó là khách quý mà nhị thúc ta mời đến, hiện tại còn chưa biết lai lịch. Chờ lát nữa ta hỏi thăm dùm hai người. Vậy ta xin cảm ơn trước. A Cửu lập tức nói lời cảm ơn. Cửu cô nương làm ta xấu hổ quá. Hồ Hóa Vũ ngượng ngùng nói, ngươi và Hạ Thiên đã giúp ta mấy lần, ta làm một chút chuyện nhỏ, cần gì phải cảm ơn chứ? Hạ Thiên lười biếng nói, có thể hay không thì đừng nói nhảm. Cảm ơn tới cảm ơn lui, nhảm quá. Cũng đúng, Hồ Hóa Vũ gật đầu. Trong lúc hắn ta đang định cái gì đó, quản gia Hồ Nhất Vạn bỗng nhiên bước lại gần, thì thầm vài câu vào tai của hắn ta. Ta còn có một số việc cần phải xử lý. Hồ Hóa Vũ đứng lên, áy náy nói với Hạ Thiên và A Cửu, các ngươi ở đây chờ ta. Nếu có người làm khó dễ các ngươi, không cần nể mặt ta, các ngươi muốn làm gì thì làm. A Cửu cảm thấy Hồ Hóa Vũ nói như vậy là có ý bên trong, liền thản nhiên đáp lại, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng có tên ngốc nào đến. Nếu không, một khi tính tình của Hạ Thiên phát tác, sẽ không thu lại được đâu. Cửu nha đầu. Nàng nói chồng mình như vậy là không đúng. Hạ Thiên nghiêm túc nhấn mạnh, con người ta từ trước đến nay luôn lấy lý phục người, ghét nhất là bạo lực. A Cửu trợn mắt nhìn Hạ Thiên, người nói như thế mà không đỏ mặt sao? Có gì mà phải đỏ mặt chứ? Hạ Thiên tùy ý đáp, ta nói là sự thật mà. Hồ Hóa Vũ một lần nữa nói câu xin lỗi, sau đó mang theo quản gia Hồ Nhất Vạn quay người rời khỏi đại sảnh. Các ngươi chính là khách quý mà Hồ Hóa Vũ mời đến giúp đỡ. Hồ Hóa Vũ vừa đi, một nữ nhân nhìn qua có chút chanh chua bước đến, hơi khiêu khích nói. Lông mày A Cửu cau lại, ngươi là ai? Ta là cô của hắn ta, Hồ Ứng Điệp. Nữ nhân chanh chua mỉm cười lạnh lùng, nhìn Hạ Thiên và A Cửu từ trên xuống dưới, bất luận nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, hai người các ngươi cũng chẳng có gì ghê gớm. Thập không hiểu vì sao lão thái bà kia lại chọn các ngươi trợ lực cho Hồ Hóa Vũ. A Cửu lười so đo với loại nữ nhân này, chúng ta chỉ đến ăn cơm, những chuyện khác chúng ta không có hứng thú tham dự. Ha ha, bây giờ đánh chống lui quân, các ngươi sợ thật rồi sao? Hồ Ứng Điệp lại cười lạnh, cũng chẳng có hứng thú với Hạ Thiên và A Cửu, lại còn khinh thường, được rồi, dù sao hôm nay Hồ Hóa Vũ mời người nào đến cũng vô dụng. Hắn ta vốn không xứng với vị trí gia chủ. Hai người các ngươi nên sớm cút khỏi chỗ này, đừng làm chuyện ăn nhờ ở đậu ở đây. Hạ Thiên hơi khó chịu nói, xấu xí thì nên ngoan ngoãn trốn trong nhà mà soi gương đi, chạy đến đây dọa người là ngươi không đúng rồi. Ngươi mắng ai xấu xí vậy, ánh mắt nữ nhân chanh chua bùng lửa, mắng to Hạ Thiên, ngươi có gan lặp lại lần nữa đi. Ta sẽ nói 1 vạn lần, ngươi xấu quá. Hạ Thiên nhếch miệng, hơn nữa. Ngươi càng già càng xấu, thuộc
thuộc thể loại xấu đến không cứu nổi, sớm muộn gì cũng chết vì xấu. Nữ nhân tranh chua giận tái mặt, mắng to nam nhân sau lưng nàng ta, con mẹ nó người bị điếc à, tiểu tử này đang mắng ta đấy, tại sao ngươi một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, A Cửu mới ngạc nhiên phát hiện thì ra sau lưng nữ nhân tranh chua này vẫn còn một người đang đứng. Người này tướng mạo hơi anh tuấn, thân hình cũng không thấp, chỉ là hắn ta vẫn hơi khom người, nhìn sao cũng không thấy cao được, lại còn tồn tại cảm giác thấp kém. Cho nên, rất nhiều người đều xem nhẹ sự tồn tại của hắn ta. Cho dù ánh mắt có quét qua cũng không để lại ấn tượng gì. Nam nhân anh tuấn hơi khiếp đảm nói, tiểu điệp, người ta cũng không nói cái gì mà, cho nên nàng đừng. Bốp! Hồ Ứng Điệp vung tay tát cho hắn ta một cái, người gọi ta là gì? Tiểu điệp, vì sao nàng lại đánh ta? Nam nhân anh tuấn ôm mặt, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Bốp, bốp! Hồ Ứng Điệp lại tát thêm hai cái, mắng to, người đúng là cái thứ bỏ đi. Vợ của ngươi bị người khác mắng quái dị, ngươi một chút phản ứng cũng không có, còn nói giúp người ngoài, tại sao ta lại gả cho một tên phế vật giống như ngươi chứ? Nơi này còn có người ngoài, nàng cho ta chút mặt mũi được không? Nam nhân anh Tuấn khẩn cầu, về nhà rồi, tùy nàng muốn làm gì cũng được. Bốp bốp bốp, trả lời hắn ta chỉ có tiếng bàn tay vang lên, giống như mưa to gió lớn. Một tay Hồ Ứng Điệp nắm lấy cằm của hắn ta. Tay còn lại tát điên cuồng vào mặt hắn ta. A Cửu có chút nhìn không nổi, đồng thời cũng cảm thấy lạ vì sao nam nhân kia nhìn cũng cao lớn nhưng lại mặc cho Hồ Ứng Điệp làm nhục mình trước mặt mọi người như thế. Quả nhiên cũng có người nhìn không nổi, lớn tiếng quát, muốn chơi trò gì, hai vợ chồng các ngươi về nhà mà chơi, đừng ở đây làm chuyện mất mặt. Ta đánh chồng của mình, liên quan gì đến ngươi? Hồ Ứng Điệp mắng lại, nhị ca, ngươi nên quản ngươi thì hay hơn. Nhị thúc Hồ Hóa Vũ lộ vẻ không hài lòng, lạnh giọng mắng, hôm nay là dạ yến, còn có khách quý ở đây, đừng tự làm mất mặt mình. Lão nương ta thích mất mặt, người quản được sao? Thái độ của Hồ Ứng Điệp vẫn là mềm không được cứng cũng không xong, vẫn dạy dỗ chồng mình như cũ, ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có ra tay hay không? Nam nhân anh Tuấn vẫn cúi đầu im lặng không nói, không gật đầu cũng không lắc đầu. Đúng là phế vật. Hồ Ứng Điệp tức đến mức nghiến răng, nhấc chân đạp chồng mình ngã lăn ra đất, ngươi chẳng làm được gì mà ta muốn, cút đi. Nam nhân anh Tuấn giống như được đại xá, vội cúi người trước Hồ Ứng Điệp một cái, sau đó chạy đi, thậm chí còn bởi vì chạy nhanh quá, thiếu chút nữa trượt chân, lại giấy lên một trận cười vang. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong đâu. Sắc mặt Hồ Ứng Điệp đỏ lên, cũng không tiện nổi giận tiếp với chồng của mình. Đành phải chỉ vào Hạ Thiên và A Cửu, hôm nay ta sẽ nhìn chằm chằm chết các ngươi. A Cửu cảm thấy khó hiểu, lạnh giọng mắng lại, chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng trêu chọc ngươi, là tự ngươi đến đây tìm mắng thì có. Bây giờ mới nghĩ đến việc rảo biện thì muộn rồi. Hồ Ứng Điệp xì một tiếng, ta vừa thấy mặt của ngươi đã cảm thấy nổi giận. Sớm muộn gì ta cũng sẽ rạch nát nó. Ngươi có ý kiến với ta sao? Lúc này... Nữ nhân có diện mạo tương tự A Cửu 7-8 phần lên tiếng, Hồ Ứng Điệp, người vẫn không thay đổi, lúc nào cũng chỉ biết chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mượn đề tài nói chuyện của mình. Có gì, người không thể trực tiếp nói với ta sao? Hồ Ứng Điệp xoay người lại, đối mặt với nữ nhân kia, đúng, ta nói chính là ngươi đấy. Tiện nhân, người còn mặt mũi đến nhà của ta sao? Vì sao ta lại không còn mặt mũi mà đến chứ? Gương mặt nữ nhân xinh đẹp hiện lên sự nghi ngờ, lão thái thái là mẹ nuôi của ta, bà mời ta đến dạ yến, ta tất nhiên phải đến rồi. Cho nên ta mới chán ghét loại người như ngươi. Hồ Ứng Điệp lại càng thêm cay độc, rõ ràng ngươi có ý đồ với gia sản Hồ gia chúng ta, nhưng lúc nào cũng tỏ ra thuần lương, còn nhận mẹ nuôi cái gì nữa. Quên đi, lão thái thái bị ngươi lừa, còn ta thì không rõ ngươi sao. Nữ nhân kia gật đầu. Người đúng là không hiểu rõ ta, bằng không, người cũng sẽ không nói ra mấy lời này. Tề Ngữ Thi, thật ra ta muốn hỏi ngươi một câu, đứa con gái này có phải con riêng của ngươi không? Hồ Ứng Điệp chỉ vào A Cửu, ác ý phỏng đoán, trước mặt người khác làm ra vẻ thánh nữ thuần khiết, còn nói cái gì là đi theo chủ nghĩa không hôn nhân, kết quả con riêng đằng sau lại lớn như vậy. Nữ nhân kia nhìn A Cửu, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười.
nếu ta thật sự có đứa con gái xinh đẹp như vậy, đó chính là phúc phận của ta, vì sao lại không thể thừa nhận? Ta ước còn không được nữa mà. Đúng là khiến người ta buồn nôn. Hồ Ứng Điệp hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục ở lại, lập tức quay người bỏ đi. Nữ nhân xinh đẹp nhẹ giọng nói với Hạ Thiên và A Cửu, ta ngồi ở đây, các ngươi có ý kiến gì không? Không sao, vừa lúc ta cũng có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. A Cửu cũng không muốn vòng vo, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ta đoán ngươi muốn hỏi vấn đề gì, hẳn cũng không khác gì vấn đề mà ta muốn hỏi. Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười, à, ta quên tự giới thiệu, ta tên Tề Ngữ Thi, đến từ Tề Gia Phù Lương. Vừa nói, bà vừa nhìn A Cửu, cô nương, ta thấy ngươi rất hiền lành và thân thiết, không biết xưng hô như thế nào. Diện mạo giống nhau, còn không hiền lành và thân thiết à? Hạ Thiên mỉm cười nói lại. A Cửu do dự một chút, quyết định nói ra tên thật của mình để thăm dò, ta tên Từ Tú Nhi, nhũ danh A Cửu, cha của ta là Từ Côn Luân. Tề Ngữ Thi nhẹ gật đầu, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, bà bỗng nhiên nắm tay A Cửu, ta và ngươi vừa quen đã thân, chỉ là không tiện nói chuyện ở đây. Chờ yến hội kết thúc, chúng ta tìm thời gian nói chuyện, có thể chứ? A Cửu quả quyết gật đầu, thời gian địa điểm ngươi cứ định, ta đều có thể đến. Được rồi, Tề Ngữ Thi xoa đầu A Cửu, sau đó móc ra một tờ giấy, viết xuống phương thức liên lạc đưa cho A Cửu, ngươi cất trước đi. Sau khi ghi lại phương thức liên lạc xong, bà xin lỗi đứng dậy, sau đó vội vàng rời đi. A Cửu ghi nhớ nội dung trong tờ giấy rồi bóp nát nó thành bột phấn. Lão thái thái đến rồi. 10 phút sau, không biết ai la lớn một câu, một lão thái thái hoa quý ung dung dưới sự chen chúc của 7-8 người chậm rãi bước vào đại sảnh. Hầu hạ bên cạnh lão thái thái chính là sư tổ tiện nghi của Hạ Thiên Vạn Quy Nhân. Lão đầu nhi này không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, chẳng khác gì mấy lão đầu bình thường. Theo sát phía sau chính là Hồ Hóa Vũ và Tề Ngữ Thi, những người còn lại chỉ có thể đi theo đằng sau tham gia náo nhiệt, ngay cả Hồ Ứng Hùng cha của Hồ Hóa Vũ cũng không thể chen lên hàng trước. Hạ Thiên nhìn lão thái thái một hồi, bỗng lộ ra nét mặt cổ quái, bắt đầu thú vị rồi. Ngươi nói vậy là có ý gì? A Cửu không hiểu hỏi. Lão thái thái này thú vị. Toàn bộ gia đình này cũng thú vị. Hạ Thiên mỉm cười đáp, yến hội hôm nay sẽ có trò hay để nhìn, hy vọng bọn họ đều ra sức, đừng để mọi chuyện trở nên không còn thú vị nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.